Đây là một buổi chiều thứ bảy chúng ta lại gặp nhau trong chương trình tư vấn sức khỏe online phải không ạ? Mong quý vị khán giả và các bạn là đợi một chút để cho các bệnh nhân cũng như là các vị khán giả quan tâm đến chương trình của chúng ta sẽ có thời gian để truy cập vào đường link của phòng khám ạ. Vâng, rất hân hạnh được gặp lại quý vị và các bạn. Đây là một buổi chiều thứ bảy và chúng tôi rất vui được quay trở lại với chương trình tư vấn online sức khỏe dành cho quý khán giả. Và số thứ bảy, chương trình hôm nay của chúng tôi sẽ nói về một chủ đề mà rất nhiều bệnh nhân và các bác khán giả quan tâm cũng như đã đặt câu hỏi cho chúng tôi trong các kỳ lần trước. Bệnh lý viêm dạ dày là một bệnh lý mà rất nhiều bệnh nhân gặp phải và trong thực tế thì cuộc sống hàng ngày hầu như là ai cũng đã từng có một thời điểm nào đó trong đời là bị viêm dạ dày cũng như là bị đau dạ dày. Vậy thì cái vấn đề mà rất nhiều bệnh nhân quan tâm và hỏi với chúng tôi đấy là thưa bác là bây giờ viêm dạ dày như vậy em có khỏi được không? Hoặc là tại sao mà em cứ bị viêm tái đi tái lại như vậy? Và có rất nhiều bệnh nhân cũng hỏi đặt một câu hỏi khác là bác sĩ nói với em là em bị nhiễm HP là một cái loại vi khuẩn trong dạ dày, vậy thì làm sao để điều trị được? Vậy thì trong chương trình tư vấn sức khỏe online ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị khán giả và các bạn những thông tin rất là thiết thực và bổ ích về vấn đề bệnh lý viêm dạ dày, vi khuẩn Helicobacter pylori hay còn được gọi là HP và việc sự liên quan của vi khuẩn này đối với các bệnh lý dạ dày, tá tràng thông thường. Đồng thời thì trong chương trình này thì chúng tôi cũng sẽ có những cái tư vấn bổ sung cho những quý vị khán giả nào vẫn còn đang thắc mắc về việc là phải điều trị như thế nào hoặc là có thể điều trị khỏi được hay không. Rằng câu trả lời này sẽ làm cho quý vị và khán giả có thêm những hiểu biết cũng như là có cách để mà sống chung với bệnh tật và điều trị bệnh tật dứt điểm. Tiến có mặt với chương trình hôm nay của chúng tôi thì rất hân hạnh giới thiệu tiến sĩ Đào Việt Hằng là một trong những chuyên gia về những tiêu hóa và tiến sĩ Hằng hôm nay thì sẽ trao đổi với chúng ta về chủ đề mà quý vị và các bạn đang rất là quan tâm. Xin mời tiến sĩ Hằng ạ. Dạ vâng, xin kính chào các bác bệnh nhân và rất vui vì được gặp lại các bác vào chương trình chuỗi webinar thứ bảy hàng tuần của Phòng khám Đa khoa Hoàng Long kết hợp với Viện Nghiên cứu và Đào tạo Tiêu hóa Gan Mật. Thì chúng ta đã đi qua rất nhiều các chủ đề và hôm nay thì đã là số thứ bảy trong chuỗi webinar này rồi.
Chúng ta đã đi qua rất nhiều chủ đề liên quan đến các bệnh lý trong ngực dạ dày thực quản, liên quan đến các phương pháp công nghệ nội soi mới trên thế giới cũng như là tại Việt Nam. Rồi chúng ta cũng đã tìm hiểu về hệ vi sinh vật đường ruột. Và tiếp theo, sau khi mà có cái nhìn tổng quan về các cái hệ vi sinh vật đường ruột như vậy, thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu một chút về một cái vấn đề mà có lẽ là cũng rất nhiều bệnh nhân quan tâm và đặt câu hỏi, đó là vấn đề về vi khuẩn Helicobacter pylori cũng như là một số bệnh lý dạ dày tá tràng thường gặp. Thế thì rất nhiều các bác bệnh nhân đi khám bệnh ở các đơn vị cơ sở y tế thì đã được kiểm tra và nghe các bác sĩ giải thích về việc là mình có hay không có vi khuẩn Helicobacter pylori. Thường thì các bác cũng sẽ không có nhớ được cái tên cái vi khuẩn dài như thế này, mà thường các bác sẽ nhớ được tên gọi của vi khuẩn, tên gọi tắt của vi khuẩn là HP. Và đôi khi một số bác bệnh nhân thì còn không nhớ rõ là mình được kiểm tra cái xét nghiệm gì, và thường là chỉ đến nói với bác sĩ là tôi có được làm một cái xét nghiệm gì đó mà bác sĩ nói là dương tính, hoặc là tôi có được xét nghiệm một cái con gì đấy ở trong dạ dày và bác sĩ có nói là dương tính, và tôi có được kê đơn điều trị kháng sinh. Thì tất cả những cái trường hợp như vậy thì hầu hết là chúng ta đang nhắc đến một cái loại vi khuẩn, đó là một cái loại xoắn khuẩn mà sống ở trong đường tiêu hóa của con người, và chủ yếu ở đây là sống ở trong môi trường dạ dày. Và nó thì được coi là thủ phạm gây ra rất nhiều những cái bệnh lý như là viêm dạ dày mãn tính này, loét dạ dày tá tràng này và ung thư dạ dày. Về cái tỷ lệ nhiễm chung của bệnh lý này ở trên thế giới thì nó khác nhau ở rất nhiều quốc gia và khu vực. Có khoảng độ ước tính là 50% dân số thế giới là có vi khuẩn HP, và tại Việt Nam thì cái con số này khá là cao. Các nghiên cứu ở trong lĩnh vực chuyên ngành tiêu hóa và dịch tễ thì cũng chỉ ra rằng tại các thành phố lớn thì cái tỷ lệ mà nhiễm HP nó có thể rơi vào khoảng từ 70 cho đến 80%. Tuy nhiên thì đây cũng là một cái vấn đề vì sao mà trong cái quá trình giải thích cho người bệnh, đôi khi là chúng tôi phải giải thích cho các bác rất là kỹ là trường hợp nào thì có chỉ định điều trị diệt HP, trường hợp nào thì các bác không cần quá lo lắng, bởi vì với một cái tỷ lệ nhiễm ở trong cộng đồng cao như vậy thì chúng ta không thể nào mà diệt trừ HP cho tất cả những cái người nhiễm được, nhất là nếu như mà bệnh nhân không có triệu chứng, không có cái yếu tố nguy cơ nào đặc biệt. Khi mà phóng to cái con vi khuẩn này lên ý, thì thấy là nó có một số cái đặc điểm. Chúng ta có thể nhìn thấy là nó có hình dạng giống như là chúng tôi hay gọi đây là hình ảnh xoắn khuẩn. Đó, và cái con vi khuẩn này thì nó có một cái điểm rất là đặc biệt là nó có một số những cái lông roi ở một đầu như thế này để giúp cho nó có thể di chuyển ở trong cái lớp dịch nhầy của dạ dày, và từ đó thì nó bám lên được cái niêm mạc của dạ dày. Ngoài ra thì cái con vi khuẩn này nó có một số những cái đặc tính khiến cho nó có thể sống được ở trong môi trường axit rất là khắc nghiệt của dạ dày. Bình thường thì với một cái môi trường axit như vậy rất khó cho các vi khuẩn có thể tồn tại. Nhưng mà đối với cái con vi khuẩn này thì nó có đặc tính. Thứ nhất là nó có cái yếu tố bám giúp cho là sau khi di động qua lớp màng nhầy thì nó có thể bám chặt vào trong niêm mạc của biểu mô dạ dày. Cái thứ hai nữa đó là nó có khả năng tiết ra một cái men gọi là men urease. Thì cái men này nó có cái tính kiềm cho nên nó có khả năng trung hòa cái môi trường axit ở xung quanh. Vì vậy mà cái con vi khuẩn này có thể tồn tại được. Và thứ ba nữa, đấy là con vi khuẩn này nó có khả năng sinh ra một số cái loại độc tố. Mà những cái độc tố này thì nó đóng vai trò trong cái việc đó là hình thành các cái tổn thương viêm mãn tính, hình thành các cái tổn thương loét, thậm chí là hình thành các cái tổn thương ung thư. Về con đường lây truyền của cái con vi khuẩn này thì có khá là nhiều cái con đường lây truyền đã được nhắc đến, ví dụ như là đường miệng miệng, chúng ta ăn uống chung, chấm chung mắm, rồi mẹ thì hay nhai hay mớm cơm cho con. Thì đấy là những cái con đường khá là phổ biến, đường dạ dày miệng, rồi đường phân miệng, vân vân. Và một số nghiên cứu chỉ ra rằng là nếu như mà trong nước
hoặc trong thức ăn, hoặc là qua vật nuôi. Nếu như mà có cái con vi khuẩn HP tồn tại thì nó cũng có thể là cái con đường lây nhiễm. Có rất nhiều bệnh nhân thì khi mà đến gặp chúng tôi thì có đặt câu hỏi là em bị HP như thế này thì không biết là chồng em rồi con em có bị HP không, hoặc là có nhiều bác thì sẽ lo lắng là không biết là cháu bị HP như thế này thì ở nhà bố mẹ cháu có bị HP hay không. Thế thì thật ra là bản thân cái tỷ lệ nhiễm ở trong cộng đồng của chúng ta cũng khá là cao, giống như vừa nói là nó từ 70 đến 80%. Thế nhưng mà chúng tôi cũng có tiến hành một cái nghiên cứu trên quần thể bệnh nhân, các bác nhìn thấy ở đây là cũng rất là lớn. Thì đối với các bệnh nhân mà có triệu chứng đường tiêu hóa, tức là các bác thì đến với các triệu chứng như là đau bụng này, đầy bụng này, là các triệu chứng của viêm dạ dày rất là rõ, thì sau đấy các bác có được kiểm tra HP, phát hiện là có HP, thì chúng tôi có mời các cái thành viên khác ở trong gia đình tới để kiểm tra thử bằng test thở xem là có HP hay không. Thì chúng tôi ghi nhận cái tỷ lệ mà các thành viên trong gia đình mà có người bị nhiễm HP ấy, thì cũng nhiễm HP khá là cao. Trong đó thì đặc biệt là ở cái lứa tuổi là trẻ em, các con trai con gái ở trong gia đình thì cái tỷ lệ nó cao hẳn lên. Vậy thì cái yếu tố nguy cơ nào sẽ là cái yếu tố nguy cơ của nhiễm cái vi khuẩn HP này? Thì hầu hết các nghiên cứu trên thế giới đều chỉ ra rằng ở các nước mà đang phát triển, ở các nước mà có điều kiện môi trường vệ sinh chưa có tốt, thì thường là những cái yếu tố xã hội khiến cho cái tỷ lệ HP cao. Rồi các cái thói quen như là thói quen ăn uống sinh hoạt ở ngoài, thói quen ăn uống chung, chấm chung, sống trong gia đình mọi người nhiễm HP, hoặc là bệnh nhân hút thuốc lá, thì cũng là những cái yếu tố làm tăng cái tỷ lệ nhiễm HP. Rất nhiều bác bệnh nhân sẽ đặt câu hỏi là vậy thì nếu mà bác sĩ nói là tỷ lệ nhiễm HP trong cộng đồng cao như vậy thì nó có nguy hiểm không? Có thật sự là mình cần phải điều trị uống ngần này kháng sinh hay không? Bởi vì uống kháng sinh diệt HP, nếu như mà bệnh nhân nào mà đã từng phải điều trị rồi thì cũng biết đấy là uống các cái thuốc kháng sinh diệt HP thì rất là mệt. Và đôi khi có thể còn xuất hiện một số những cái tác dụng không mong muốn. Cho nên là cái chỉ định điều trị nó cũng giới hạn, nó cũng trong các cái trường hợp rất là rõ ràng, chứ không phải là chúng ta cứ có HP là chúng ta diệt. Vậy thì chúng tôi thường là sẽ diệt HP trong những trường hợp nào? Thì trong những cái trường hợp mà HP dẫn đến các cái bệnh lý, ví dụ như những cái trường hợp mà có viêm teo niêm mạc dạ dày mãn tính, là cái loại tổn thương viêm dạ dày mà có cái khả năng xuất hiện ung thư dạ dày cao hơn, thì trong cái trường hợp đó chúng tôi sẽ ưu tiên điều trị. Hoặc là một số cái tổn thương đặc biệt ở trong dạ dày như là dị sản ruột này, một số cái loạn sản, tức là những cái tổn thương ung thư sớm này, thì trong trường hợp đó chúng tôi sẽ khuyên bệnh nhân là nên diệt. Hoặc là nếu như trong khi nội soi chúng tôi nghi ngờ là có các cái tổn thương nó gọi là u man, tức là một cái loại u lanh phô ở trong dạ dày mà do có liên quan mật thiết với tình trạng nhiễm HP, thì chúng tôi sẽ diệt. Hoặc là nếu như khi nội soi phát hiện các cái ổ red dạ dày tá tràng thì chúng tôi sẽ diệt. Thế còn với những trường hợp nhiễm HP nhưng mà không có cái tổn thương nặng nề, không có cái nguy cơ tiến triển thành loét, thành ung thư dạ dày, thì chúng tôi sẽ không có chỉ định điều trị. Một số bệnh nhân thì có đặt câu hỏi hoặc là có phải là lúc nào nhiễm HP thì cũng là bắt buộc phải điều trị, và cái con HP này nó là kẻ thù nguy hiểm đối với con người hay không? Thì thật ra thì chúng ta không nên nhìn nhận một cách cực đoan như vậy. Nếu mà các bác mà tra trên mạng thì có thể, nếu như các bác chỉ đánh mỗi cái chữ là nhiễm HP và ung thư chẳng hạn, thì các bác sẽ nhìn sẽ ra được một loạt các cái kết quả, mà trong đấy dòng đầu tiên thường bao giờ cũng nhấn mạnh là HP là cái yếu tố nguy cơ hàng đầu của ung thư dạ dày. Điều đó thì đúng, tuy nhiên là quan điểm của các nhà tiêu hóa trong thời gian gần đây, khi mà đã có rất nhiều nghiên cứu đã giải được trình tự gen của cái con vi khuẩn này, cũng như là đã tìm được cái mối liên hệ của cái con vi khuẩn này với nhiều cái bệnh lý khác, thì chúng tôi nhận thấy có một số điểm như sau. Thứ nhất ý, thì vi khuẩn HP nó nằm trong, nó là một thành viên trong một đại gia đình các cái của hệ vi khuẩn rất là đa dạng sống ở trong đường tiêu hóa. Vì vậy cho nên nếu như mà không có đúng chỉ định
mà chúng ta diệt trừ quá tay, chúng ta sử dụng kháng sinh, chúng ta diệt trừ quá tay, thì thật ra là cái việc diệt trừ như vậy nó cũng có thể ảnh hưởng đến cái cân bằng của cái hệ vi sinh đường ruột. Cái thứ hai nữa đấy là không phải lúc nào HP nó cũng có hại. HP nó đã được tìm thấy là nó cũng được coi là cái yếu tố bảo vệ trong một số bệnh lý đặc biệt, ví dụ như là trong bệnh lý hen hoặc là trong bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản. Thì người ta thấy là những người mà mắc hen hoặc là những người mà mắc bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản thì cái tỷ lệ mà nhiễm HP ấy, nó thấp hơn hẳn so với là những cái người mà ở trong cái dân số bình thường. Ngược lại thì nếu như mà diệt HP ở trường hợp mà thường, ví dụ như một số nghiên cứu chỉ ra là những trường hợp mà bệnh nhân hen mà ở độ tuổi thanh thiếu niên, nếu như mà diệt HP xong ấy, thì hoặc đôi khi là cái triệu chứng người ta lại cảm giác là nặng hơn. Vì vậy cho nên là để mà hiểu một cách chi tiết là trong cái trường hợp nào HP có thể có lợi cho một số bệnh lý thì sẽ phải cần thêm nhiều các cái nghiên cứu khác. Nhưng mà đây là một trong số những cái dữ liệu để mà khi nhìn nhận một cái vấn đề thì chúng ta có thể có cái góc nhìn toàn diện hơn, là không phải lúc nào chúng ta có vi khuẩn HP thì chúng ta cũng phải quá lo lắng. Hơn thế nữa thì một số bệnh nhân khi mà đến gặp các bác sĩ thấy có kết quả HP dương tính thì cũng hay nói là bác sĩ cứ diệt cho tôi đi, bởi vì nếu mà để như thế này thì tôi sợ là tôi sẽ thành ung thư dạ dày mất. Nhưng mà các bác bệnh nhân có thể yên tâm một điều đấy là để mà từ cái việc nhiễm vi khuẩn HP ấy, mà tiến triển trở thành ung thư dạ dày ấy, thì nó sẽ là một cái quá trình mà cần phải cân nhắc thêm nhiều cái yếu tố khác. Nếu như các bác bệnh nhân mà nằm trong số những cái bệnh nhân mà có các cái yếu tố nguy cơ phối hợp khác, ví dụ như là các bác ở trên nền là đã có viêm mãn tính, đặc biệt là viêm teo mãn tính, hoặc là các bác ở trên nền là gia đình có tiền sử, bản thân trong gia đình đã có tiền sử là có người thân ung thư dạ dày rồi, thì chắc chắn là các bác sẽ được tư vấn để chỉ định điều trị diệt trừ HP để làm giảm cái nguy cơ đó. Thế còn nếu như mà mình không có thuộc những cái nhóm ưu tiên đó thì mình cũng không phải quá lo lắng, mình vẫn có thể chung sống cùng với vi khuẩn HP theo như cái giải thích cũng như là tư vấn của thầy thuốc. Đây là một cái bảng tổng hợp các cái khuyến cáo mới của Hội Tiêu hóa Thế giới mới ra cách đây có mấy tháng thôi. Thì trong đó có tóm tắt một số những cái chỉ định chính là khi nào thì các bác bệnh nhân sẽ được các bác sĩ yêu cầu là cần phải kiểm tra vi khuẩn HP. Thì nếu như mà trong quá trình nội soi các bác sĩ phát hiện các bác có tình trạng loét dạ dày tá tràng hoặc tiền sử đã có viêm loét dạ dày tá tràng, có u lanh phô, phát hiện được các cái tổn thương ung thư dạ dày hoặc có người thân, đây là người thân trực hệ ở trong gia đình, bố mẹ anh chị em ruột mà bị ung thư dạ dày thì sẽ phải phải kiểm tra. Rồi nếu như hình ảnh nội soi mà có những cái tổn thương có nguy cơ tiến triển cần phải theo dõi, ví dụ như viêm teo niêm mạc dạ dày mãn tính hoặc là dị sản ruột thì các bác sẽ phải kiểm tra. Rồi nếu như các bác có cái hội chứng người ta gọi là hội chứng khó tiêu chức năng thì các bác cũng sẽ được kiểm tra HP. Hội chứng khó tiêu chức năng này thì nó được đặc trưng bởi hai cái biểu hiện chính. Một đấy là cái cảm giác là đau thượng vị ha sau ăn, cái thứ hai là cái đầy bụng ở sau ăn. Thì nếu như mà đi khám mà các bác sĩ nghi ngờ là các bác có hội chứng khó tiêu chức năng thì các bác cũng sẽ được kiểm tra HP. Rồi một nhóm bệnh nhân nữa đấy là các bác bệnh nhân mà phải sử dụng một số loại thuốc kéo dài, ví dụ như là các thuốc aspirin các bác bệnh nhân ở bên tim mạch này, hoặc là các bác bệnh nhân khớp phải sử dụng các thuốc giảm đau chống viêm trong một khoảng thời gian kéo dài. Thì các bác sẽ được yêu cầu kiểm tra HP. Tại sao lại như vậy? Bởi vì là nếu như mà chúng ta sử dụng các cái thuốc này trong một thời gian kéo dài thì nó có làm tăng cái nguy cơ loét dạ dày tá tràng, rồi tăng cái nguy cơ xuất huyết tiêu hóa. Thế thì nếu như mà các bác lại còn có thêm vi khuẩn HP nữa thì nó làm gia tăng hơn nữa cái nguy cơ mà xuất hiện các cái tổn thương này. Vì vậy nên cái việc diệt trừ HP nó sẽ giúp dự phòng, giúp giảm cái tỷ lệ xuất hiện loét, giảm cái tỷ lệ xuất hiện xuất huyết tiêu hóa nếu như mà chúng ta phải dùng các cái loại thuốc này kéo dài. Ngoài ra thì nếu như mà các bác bệnh nhân có vấn đề như là thiếu máu, thiếu sắt
hoặc là xuất huyết giảm tiểu cầu chưa rõ nguyên nhân, thì các bác sĩ ở bên huyết học cũng đôi khi cũng sẽ gửi các bác sang bên tiêu hóa để chúng tôi loại trừ xem các bác có bị nhiễm HP không, và nếu có thì chúng tôi cũng sẽ diệt trừ HP cho các bác. Một phần nữa mà tôi nghĩ là các bác bệnh nhân cũng có thể quan tâm đấy là câu chuyện đó. Vậy thì các bác đã hiểu là trong trường hợp nào mình cần phải kiểm tra HP rồi. Vậy thì câu hỏi tiếp theo là sẽ kiểm tra HP bằng những cái phương pháp nào? Thì ở mỗi một cơ sở, một đơn vị y tế thì sẽ có các cái phương pháp khác nhau để chẩn đoán cho các bác xem là có nhiễm HP hay không. Và tùy theo cái điều kiện của cơ sở y tế đó thì các bác có thể thấy ví dụ lúc thì đến bệnh viện này, phòng khám này thì được kiểm tra bằng hình bằng bằng cái xét nghiệm này, còn lúc thì đến bệnh viện khác thì lại thấy các bác sĩ kiểm tra bằng các cái xét nghiệm khác. Thì tôi sẽ giới thiệu một cách sơ bộ để chúng ta hiểu là trong những cái trường hợp cụ thể nào mình cầm cái kết quả xét nghiệm nào thì nó sẽ có ý nghĩa ra sao. Chúng tôi sẽ chia các cái chỉ định về xét nghiệm tìm vi khuẩn HP của bệnh nhân ra làm hai nhóm. Một nhóm là nhóm chúng tôi gọi là nhóm không xâm lấn. Thì cái nhóm này có nghĩa là gì? Không có lấy mảnh niêm mạc gì của các bác hết á, mà hoàn toàn là dựa vào xét nghiệm máu, xét nghiệm phân và cái test thở để kiểm tra. Thì cái xét nghiệm này nó gọi là xét nghiệm không xâm lấn. Thế còn cái nhóm xét nghiệm xâm lấn là cái nhóm xét nghiệm mà các bác sẽ cần phải được tiến hành nội soi. Sau đó thì bác sĩ sẽ cần phải lấy một số, có thể là một hoặc là một vài cái mảnh niêm mạc ở trong dạ dày của các bác để đi kiểm tra xem có HP hay không. Bản thân ở trong cái phương pháp này thì nó cũng có các cái phương pháp khác nhau. Ví dụ như là tiến hành test nhanh urea có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng tôi chỉ lấy một hoặc hai mảnh ngay trong quá trình nội soi, xong rồi sau đấy chúng tôi sẽ mang ra ngoài và sau khoảng độ 15-20 phút thì là các bác đã có thể có cái kết quả HP rồi. Thì cái đó nó gọi là test nhanh urea. Trong một số trường hợp mà bệnh nhân cần phải kiểm tra cả về giải phẫu bệnh, tức là cần phải đánh giá xem là tổn thương dạ dày như thế nào kèm với tình trạng nhiễm HP, hoặc là trong những cái trường hợp mà các bác không có đáp ứng với điều trị kháng sinh khi mà diệt trừ HP thì các bác sĩ sẽ giải thích để tiến hành nuôi cấy. Thì các cái xét nghiệm nuôi cấy vi khuẩn HP, các cái xét nghiệm về mô bệnh học cũng đòi hỏi bác sĩ phải lấy một vài cái mảnh sinh thiết ở niêm mạc dạ dày thì mới có thể đem đi để kiểm tra được. Trước hết là đi về cái mô bệnh học, thì nếu như các bác đã từng làm các cái xét nghiệm mô bệnh học thì các bác cũng sẽ biết là cái xét nghiệm này nó đòi hỏi cái thời gian là từ 5 đến 7 ngày. Và trong cái kết quả này thì bác sĩ giải phẫu bệnh sẽ đánh giá hai cái tình trạng. Thứ nhất là sẽ đánh giá là tổn thương của dạ dày. Thứ hai là sẽ đánh giá là có hay không có HP. Vậy thì cái phương pháp này không phải là cái phương pháp thường quy mà chúng tôi tiến hành, mà bởi vì bệnh nhân như vậy là phải chờ đợi và bệnh nhân phải quay lại để lấy kết quả sinh thiết và nghe tư vấn của bác sĩ. Cho nên thường cái phương pháp này nếu như mà để chẩn đoán HP thì thường là sẽ được tiến hành nếu như các bác bệnh nhân có một cái tổn thương gì đó nghi ngờ. Chẳng hạn như là khi tiến hành nội soi bác sĩ thấy có ổ loét rất là sâu, nghi ngờ là không biết cái này là loét đơn thuần thôi hay là sợ là ung thư chẳng hạn. Thì khi đó các bác sĩ người ta sẽ tiến hành sinh thiết và như vậy thì kết quả mô bệnh học sẽ trả lời cho chúng ta hai việc. Một là tổn thương dạ dày của các bác là gì và việc thứ hai là có hay không có HP. Thì cái phương pháp này có cái độ chính xác cũng khá là cao, từ 90 cho đến 95% đối với cái việc tìm được vi khuẩn HP. Phương pháp thứ hai mà muốn nhắc đến đó là phương pháp nuôi cấy. Nuôi cấy thì cái phương pháp này thì cái độ đặc hiệu tức là độ chính xác nó rất là cao, có nghĩa là nếu mà trả được cho các bác một cái kết quả là tìm thấy mọc được vi khuẩn HP và vi khuẩn này nhạy với một số loại kháng sinh sau đây thì chắc chắn là như vậy là các bác có vi khuẩn HP rồi. Chỉ có điều là phương pháp này thì khó thực hiện, chỉ có một số bệnh viện lớn ở nước ta mới có thể thực hiện được cái phương pháp nuôi cấy này. Và vì vậy cho nên cái phương pháp nuôi cấy này ấy không phải là chỉ định thông thường, mà cái phương pháp này sẽ chỉ được thực hiện trong trường hợp mà các bác đã điều trị diệt trừ HP nhiều lần nhưng mà thất bại. Thì lúc đó bác sĩ sẽ cần biết là vậy cái chủng HP của bác nó kháng với cái dòng kháng sinh nào
nó nhạy với cái dòng kháng sinh nào để mà kết hợp cái thuốc điều trị của bác cho phù hợp. Cái phương pháp tiếp nữa là phương pháp PCR. Thì cái phương pháp này thật ra là ở Việt Nam chỉ hầu hết là nếu như các bác có nghe thấy đâu đó thì đây là thực hiện trong các nghiên cứu thôi chứ không có thực hiện thường quy. Thì đối với cái phương pháp này thì chủ yếu là nghiên cứu để xem thử xem là cái đặc tính kháng thuốc rồi cấu trúc gen của cái chủng HP của chúng ta như thế nào. Cho nên là trong thực tế về mặt lâm sàng các bác sĩ sẽ không có chỉ định cái phương pháp này cho các bác. Các bác sẽ quen thuộc với một cái phương pháp đó là xác định HP ngay trong quá trình nội soi. Thì đó chính là cái phương pháp test nhanh urea. Thì thường cái tên nó khó nhớ cho nên là các bác chỉ cần nhớ một cách đơn giản đấy là test HP trong ngay trong quá trình làm nội soi. Thì ưu điểm của cái phương pháp này đấy là các bác sĩ sẽ lấy một hoặc hai cái mảnh sinh thiết ở ngay trong niêm mạc dạ dày của mình trong quá trình nội soi. Sau đấy thì các bác sĩ khi mà lấy cái mảnh sinh thiết ra rồi ấy, thì sẽ nhỏ sẽ để cái mảnh sinh thiết đấy vào và nhỏ cái dung dịch của cái test này vào và đợi khoảng độ 15-20 phút là sẽ hiển thị. Thì nếu như mà nhỏ cái dung dịch vào mà nó vẫn giữ màu vàng thì tức là các bác có kết quả là âm tính, không có vi khuẩn HP. Còn nếu như mà nhỏ mà thấy dung dịch nó chuyển sang màu hồng thì tức là có cái vi khuẩn HP. Độ nhạy và độ đặc hiệu của phương pháp này nó cũng cũng tốt. Độ nhạy là 98% và độ đặc hiệu nó khoảng độ hơn 80%. Tại sao cái này thì nó có ý nghĩa như thế nào? Thì cũng phải giải thích một chút cho các bác bệnh nhân hiểu. Nếu như mà các bác cầm một cái kết quả test nhanh urea mà thấy ghi là dương tính thì như vậy là chắc chắn mình có HP rồi. Nhưng mà nếu như mà các bác cầm một cái kết quả mà hiện là âm tính thì đôi khi các bác sĩ khám bệnh cho bác ấy, nhìn vào cái kết quả lại giải thích với bác là có thể cái kết quả này không thật sự chính xác và đề nghị bác đi làm thêm test thở. Thì tại sao mà chúng tôi lại biết được cái việc là có thể cái kết quả này nó không chính xác? Thì đôi khi nó có cái trường hợp là gì? Có những bệnh nhân ấy trên hình ảnh nội soi ấy, chúng tôi thấy là cái hình ảnh nội soi này nó rất điển hình của nhiễm HP rồi. Hoặc là nếu như các bác mà có loét hành tá tràng ấy, thì loét hành tá tràng nguyên nhân phổ biến là do HP. Vậy thì nếu như mà cái test này mà hiện là âm tính thì nhiều khả năng là do có thể là mật độ vi khuẩn nó không có nhiều hoặc là các bác sĩ lấy vào các cái vùng sinh thiết mà cái mật độ vi khuẩn nó không có đủ nhiều thì cái test nó có thể hiện là âm tính. Nhưng đó là âm tính giả và vì vậy chúng tôi sẽ yêu cầu là các bác phải đi làm thêm test thở. Ở bên cạnh đó thì nó còn một vấn đề nữa, đấy là vấn đề liên quan đến sử dụng thuốc. Tức là sẽ có những cái trường hợp mà cái kết quả test HP của mình nó không thật sự chính xác do là trong khoảng độ 2 đến 4 tuần gần đây mình sử dụng các cái loại thuốc dạ dày. Thì nếu như các bác vừa sử dụng các loại thuốc dạ dày hoặc các bác vừa sử dụng các loại thuốc kháng sinh thì cái kết quả nội soi, cái kết quả test HP ấy, nó có thể không chính xác, nó có thể hiện là âm tính giả. Hoặc là nếu như mà bệnh nhân lại vào vì xuất huyết tiêu hóa có nghĩa là vào với cái tình trạng là có máu ở trong dạ dày thì lúc đó cái kết quả chúng tôi cũng sẽ không làm các cái test HP bởi vì kết quả nó cũng sẽ không chính xác. Một cái phương pháp chẩn đoán nữa mà các bác bệnh nhân cũng nếu mà đi khám bệnh nhiều ở các bệnh viện lớn cũng có thể rất quen thuộc và thường hay gọi là test thở HP. Thì cái test thở HP này ấy, có cái độ nhạy và độ đặc hiệu rất là cao. Chính vì vậy cho nên là nếu như mà để kiểm tra về việc là sau khi mình điều trị xong còn hay không còn HP thì thường là các bác sĩ sẽ cho các bác chỉ định làm test thở. Chỉ có trong những cái trường hợp mà cái tổn thương dạ dày của mình có một cái điểm gì đấy rất là đặc biệt, ví dụ như mình loét nhiều quá, các bác sĩ muốn kiểm tra xem là ổ loét liền có tốt không thì các bác sĩ sẽ chỉ định cho các bác nội soi và làm lại test nhanh urea. Thế còn ở các cơ sở y tế mà có test thở thì cái phương pháp này có độ chính xác rất là cao cho nên các bác sĩ sẽ chỉ định phương pháp này. Nhưng mà phương pháp này thì có yêu cầu đấy là mình phải ngừng các cái loại thuốc trong khoảng độ 4 tuần, có nghĩa là sau khi mà theo đúng cái phác đồ điều trị dịch chứa HP xong rồi thì mình sẽ phải ngừng tất cả các thuốc khoảng độ 4 tuần rồi mình mới đi làm test thở. Có rất nhiều các bác bệnh nhân mà đặc biệt là các bác bệnh nhân mà ở các cái khu vực mà không có điều kiện làm test thở
hoặc là không có điều kiện làm cái test nhanh urea trong quá trình nội soi thì sẽ được làm cái test kháng thể trong máu, có nghĩa là lấy máu xét nghiệm. Sau đấy thì cũng các bác cũng sẽ nhận được một cái tờ kết quả từ cái kết quả máu của mình, và trong đấy thì ghi là kháng thể HP dương tính hoặc là âm tính. Vậy thì cái nếu như mà chúng ta sử dụng cái phương pháp này thì nó có ý nghĩa như thế nào? Thì cái phương pháp này nó có ý nghĩa trong trong những cái trường hợp ý mà ở các cái khu vực dịch tễ mà có cái tỷ lệ nhiễm HP rất là thấp, dưới 20% thì nó có giá trị chẩn đoán. Ví dụ như là đôi khi tôi nhận được các cái kết quả của các bệnh nhân mà ở nước ngoài, ví dụ như là ở Nhật gửi về thì hoặc là ở Úc gửi về, thì đôi khi là các bác bệnh nhân sẽ được nội soi nhưng mà không có được làm test nhanh urea trong quá trình nội soi, mà sau đó bác sĩ sẽ cho lấy máu để kiểm tra xem có kháng thể hay không, và nếu như mà cái kết quả kháng thể này dương tính thì các bác sĩ sẽ điều trị. Lý do là bởi vì ở các nước phát triển ấy, thì cái tỷ lệ nhiễm HP ấy, nó rất là thấp, nó dưới 20% trong dân số. Vì vậy nên nếu như có tổn thương dạ dày cộng với việc là cái test kháng thể này dương tính thì người ta có thể coi là đấy là phương pháp chẩn đoán luôn đối với việc nhiễm HP và dựa vào đó để điều trị. Thế nhưng quay trở lại Việt Nam của chúng ta thì sao? Thì chúng ta lại ở trong cái khu vực mà đất nước ta giống như tôi có nói từ đầu là có cái tỷ lệ nhiễm HP rất là cao, trên 70%. Như vậy thì cái khả năng mà tồn tại cái kháng thể ở trong máu của các bác bệnh nhân nó cũng rất là cao. Chưa kể đến việc là kể cả sau khi chúng ta đã diệt trừ HP xong rồi thì cái kháng thể này nó vẫn tồn tại ở trong cơ thể của chúng ta từ 6 tháng cho đến 1 năm. Cho nên nếu như mà để theo dõi sau điều trị thì các bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa sẽ không có dùng cái test kháng thể này. Điều này để giải thích cho câu chuyện là đôi khi chúng ta làm, có thể các bác ở đi khám bệnh này được làm cái test kháng thể này, xong rồi nội soi này có tổn thương này, các bác sĩ cho đơn diệt HP. Nhưng mà khi mà sau khi mình điều trị xong ấy, mà nếu như mình lại quay lại mình làm cái test kháng thể này và thấy nó dương tính, và sau đấy chúng ta lại uống thuốc diệt trừ HP, hoặc chúng ta lại uống lại đơn cũ, hoặc chúng ta uống một đơn mới, thì như vậy là không chính xác. Vì thế chúng ta sẽ lưu ý là riêng với cái test kháng thể này thì nó sẽ không có được sử dụng để mà đánh giá cái kết quả sau điều trị. Cái xét nghiệm kháng nguyên trong phân thì nó dựa trên việc là tìm thử xem là HP có được thải trừ qua phân không. Độ đậy và độ đặc hiệu thì cũng tương đối tốt. Tuy nhiên ở Việt Nam thì cái xét nghiệm này cũng không có, chưa không có phổ biến ở các tuyến. Và cái xét nghiệm này thì sẽ tốt trong trường hợp nào? Thì xét nghiệm này nó sẽ tốt ở một số đối tượng bệnh nhân, ví dụ như trẻ em chẳng hạn. Trẻ em thì đôi khi là rất là khó để mà thực hiện việc soi, và đối với các em bé thì cũng không thể nào mà hướng dẫn các em làm test thở được, thì trong cái trường hợp đó thì có thể sử dụng cái xét nghiệm kháng nguyên trong phân. Vậy thì đối với những cái khu vực mà có tỷ lệ nhiễm HP cao mà lại có cái nguồn lực tiếp cận về y tế thấp giống như chúng ta thì sẽ làm như thế nào? Thì trong thực tế chúng tôi sẽ dựa vào câu chuyện là bệnh nhân đến khám có triệu chứng báo động hay không. Triệu chứng báo động là gì? Là có các triệu chứng ví dụ như là gầy sút cân này, nôn này, thiếu máu này, tuổi cao này, mệt mỏi nhiều này, vân vân. Thì với khi mà có những cái triệu chứng như vậy thì bắt buộc là bệnh nhân sẽ phải tiến hành nội soi, và khi nội soi thì chúng tôi sẽ kiểm tra luôn là HP như thế nào. Thế còn ở Việt Nam thì chúng ta sẽ không có áp dụng cái việc là cứ tìm thử có HP xong rồi nếu có HP thì chúng ta sẽ diệt, thì ở Việt Nam là không có áp dụng được chính sách đó. Bây giờ tôi sẽ chuyển sang phần thứ hai, đấy là một số bệnh lý dạ dày tá tràng thường gặp có liên quan đến HP. Thì giống như tôi có nói thì các cái bệnh lý chủ yếu mà có liên quan đến HP sẽ là viêm dạ dày mạn trên 80% này, rồi loét dạ dày tá tràng thì chỉ khoảng độ tầm 20%, và 1% thì là ung thư dạ dày. Thế thì đây là cái số liệu tại phòng khám Đa khoa Hoàng Long năm 2020 trên các cái bác bệnh nhân mà đã được tiến hành nội soi dạ dày. Thì cái phân bố chung đấy là cái tỷ lệ mà viêm dạ dày ấy nó là 93%. Thế còn các cái tổn thương loét ấy, thì nó rơi vào khoảng cả loét dạ dày, cả loét hành tá tràng nó rơi vào khoảng 8%, và ung thư dạ dày thì tỷ lệ thấp thôi, 0,2%.
So sánh với số liệu của một cái nghiên cứu được báo cáo tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thì ở trên các bệnh nhân đi nội soi thì cũng thấy là có khoảng độ 97% các bác bệnh nhân đến nội soi là có tổn thương viêm dạ dày. Vi khuẩn HP thì là một trong những cái nguyên nhân hàng đầu gây viêm dạ dày rồi. Nhưng mà giống như hồi nãy tôi có nói với các bác là làm sao mà bác sĩ tiêu hóa hoặc bác sĩ nội soi chúng tôi nhìn cái hình ảnh tổn thương ở trên hình ảnh nội soi thôi mà chúng tôi có thể biết được là cái này nhiều khả năng là có HP hay không có HP. Và trong những trường hợp kể cả là cái test nhanh urea qua nội soi mà âm tính ý, nhưng mà nếu hình ảnh tổn thương điển hình thì chúng tôi vẫn cho bệnh nhân tiến hành làm cái test thở để kiểm tra. Thì đó là bởi vì nó sẽ có một số những cái hình ảnh mà chúng tôi gọi là hình ảnh điển hình của nhiễm HP. Ví dụ như là những cái hình ảnh như là cái niêm mạc lần sần như thế này thì đây là cái hình ảnh điển hình của nhiễm HP, hoặc là hình ảnh mà gì có cái viêm teo mãn tính hoặc là có các cái tổn thương dạng dị sản ruột như thế này thì đây là những cái hình ảnh mà rất gợi ý của nhiễm HP, thì khi đó chúng tôi sẽ cho bệnh nhân kiểm tra lại thật kỹ xem có HP hay không, và nếu có thì chúng tôi sẽ cho điều trị. Bệnh nhân có thể đến với rất nhiều triệu chứng bởi vì biểu hiện của viêm dạ dày thì nó cũng rất là đa dạng. Có bệnh nhân thì đau bụng rõ, có bệnh nhân thì đầy bụng thôi, có bệnh nhân thì chỉ cảm giác là ăn xong mình cứ cảm giác là nó khó tiêu, hoặc có bệnh nhân thì cũng không rõ ràng, chỉ có cảm giác chán ăn hoặc mệt mỏi. Như vậy là cái biểu hiện của viêm dạ dày, đặc biệt là viêm dạ dày mãn tính thì thường là nó khá đa dạng và đôi khi nó không đặc hiệu, nó rất là dễ nhầm lẫn với các cái bệnh lý tiêu hóa khác. Và bên cạnh cái vi khuẩn HP ấy, thì nó còn rất nhiều yếu tố khác có thể gây viêm dạ dày. Để chúng ta biết là không phải tất cả mọi thứ chúng ta đều đổ lỗi cho con vi khuẩn HP, mà đôi khi là các bác sĩ sẽ phải rà soát lại xem là chúng ta có những cái yếu tố nguy cơ gì để mà khuyên các bác là mình phải hạn chế cái yếu tố nguy cơ đó. Ví dụ như nếu như chúng ta lại sử dụng các một số các loại thuốc kéo dài mà ảnh hưởng đến niêm mạc của đường tiêu hóa thì khi đó các bác sĩ chúng tôi sẽ phải điều chỉnh lại các cái thuốc đấy cho các bác. Hoặc là nếu như trong cuộc sống chúng ta đang lo âu, đang căng thẳng quá thì đấy, hoặc là chúng ta sử dụng rất là nhiều bia rượu, hút thuốc, rồi lớn tuổi có nhiều bệnh nền kèm theo thì đấy cũng là những cái yếu tố nguy cơ của viêm dạ dày. Đối với tổn thương loét thì nó khác với tổn thương viêm như thế nào? Thì tổn thương viêm nó là cái tổn thương nông ở trên bề mặt thôi. Thế còn đối với cái tổn thương loét ấy, tức là cái tổn thương nó đã phải xuyên sâu xuống phía dưới qua lớp dưới niêm mạc, qua lớp cơ niêm rồi. Thì loét dạ dày thì thường là tăng dần theo tuổi, và cái loét này thì sợ nhất là nó có thể gây ra các cái biến chứng. Thì khi mà một bệnh nhân mà có loét dạ dày tá tràng thì bao giờ chúng tôi cũng rà soát rất kỹ, bởi vì ngoài HP thì nó còn có rất nhiều cái thuốc khác, hoặc một số cái loại thuốc, hoặc là một số cái tình trạng bệnh lý khác nó có thể làm nặng thêm cái tình trạng loét. Loét hành tá tràng thì 95% liên quan đến HP. Đó, trong khi đó loét dạ dày thì 80% là liên quan đến HP. Đây cũng là một trong những cái mà lý do mà giống như hồi nãy có chia sẻ được các bác là tại sao có những trường hợp bệnh nhân loét hành tá tràng chúng tôi thấy cái kết quả test nhanh urea âm tính thì chúng tôi đề nghị là bệnh nhân phải làm test thở. Và cái việc loét này ấy, thì tôi thường dùng hình ảnh một cái cân để mà mô tả cho các bác bệnh nhân. Đấy là thật ra trong cơ thể của chúng ta luôn luôn có rất nhiều cái yếu tố bảo vệ. Và ngược lại thì chúng ta cũng phải chịu đựng với rất nhiều cái yếu tố tấn công. Thế thì khi nào mà các cái yếu tố tấn công, ví dụ như vi khuẩn HP này, lượng axit nó sản xuất ra ở dạ dày nhiều này, hoặc là sử dụng rất là nhiều loại thuốc ảnh hưởng đến niêm mạc dạ dày này, thì khi nào cái yếu tố tấn công nó nổi trội quá, nó lấn át được các cái yếu tố bảo vệ của niêm mạc đường tiêu hóa thì khi đó hiện tượng loét nó sẽ xảy ra. Và nhiệm vụ của chúng tôi đấy là phải làm sao mà để loại trừ được các cái yếu tố tấn công này cho các bác và tăng được cái yếu tố bảo vệ. Có những bệnh nhân đến thì triệu chứng có thể nó cũng chỉ vừa phải thôi. Ví dụ như là các bác chỉ có biểu hiện cũng giống như viêm dạ dày thông thường, tức là chỉ có đau thượng vị, đầy trướng bụng, buồn nôn, ợ thôi. Nhưng mà cũng có những bác bệnh nhân loét dạ dày tá tràng đến trong tình trạng rất là nặng, đó là tình trạng xuất huyết tiêu hóa, ví dụ như nôn máu đi ngoài phân đen, hoặc là trong cái tình trạng suy kiệt, tức là sụt cân rất là nhiều.
Nó cũng có một cái chút khác biệt về mặt triệu chứng giữa những người loét dạ dày và loét hành tá tràng. Thường thì đối với loét hành tá tràng thì hay đau về đêm, hay đau khi đói hoặc sau ăn vài tiếng, và thường là đáp ứng với thuốc thì nhanh và tốt hơn so với loét dạ dày. Nếu như các bác có các biểu hiện như là nôn máu này, đi ngoài phân đen này, hoa mắt chóng mặt này, thì các bác bệnh nhân phải đến viện ngay, bởi vì đấy là biểu hiện của cái biến chứng xuất huyết tiêu hóa do loét, thì lúc đấy bắt buộc phải đến bệnh viện để các bác sĩ nội soi và tiến hành can thiệp cầm máu. Một cái biến chứng khác cũng vô cùng nặng nề của loét đấy là biến chứng thủng. Thì đối với biến chứng thủng này thì sẽ có một cái cơn đau gọi là đau xuất hiện, đau đột ngột, và sau đấy thì đau dữ dội, đau khắp bụng và cảm giác như bụng co cứng lại. Thì trong cái trường hợp này thì không thể tiến hành nội soi được, mà trong trường hợp này thì sẽ phải tiến hành mổ cấp cứu để khâu lỗ thủng. Một cái biến chứng khác cũng có thể gặp đấy là tình trạng hẹp môn vị, có nghĩa là cái loét sau đấy thì nó gây ra tình trạng là co kéo, khiến cho thức ăn này không có thể nào đi xuống được phía tá tràng và ruột non ở dưới, mà nó bị ứ ở phía trên, thì đây là tình trạng hẹp môn vị. Thì trong cái tình trạng này thì bệnh nhân thường là sẽ có cảm giác là đầy trướng bụng, buồn nôn và nôn, và bệnh nhân có suy kiệt gây sút cân. Thì đây cũng là một cái tình trạng mà phải tiến hành can thiệp ngoại khoa. Ung thư dạ dày thì là một trong cái những cái ung thư gọi là thuộc hàng xếp hàng thứ 5 hoặc thứ 6 trong số các cái loại ung thư thường gặp tại Việt Nam. Và một số yếu tố của ung thư dạ dày thì hay gặp đấy là do thường gặp ở trên đối tượng là tuổi trên 50 này, nam giới hay gặp hơn này, và nhiễm vi khuẩn HP thì là một trong những cái yếu tố nguy cơ mà cao được nhắc đến rất là nhiều. Và nếu như mà tiền sử gia đình của chúng ta ấy, mà có bố mẹ anh chị em ruột mà đã mắc ung thư dạ dày rồi thì nó cũng làm tăng cái nguy cơ hơn. Giai đoạn sớm thì có thể không có biểu hiện rõ ràng, còn đến cái giai đoạn muộn ấy, thì thường các cái biểu hiện rất là rầm rộ. Cho nên nếu như mà chúng ta lớn tuổi này, thường xuyên trước đấy đã có tiền sử viêm loét dạ dày hoặc là có HP dương tính rồi này, rồi đặc biệt là nếu chúng ta có cả tiền sử gia đình nữa, thì chúng ta rất nên đến thăm khám tại các cơ sở y tế để các bác sĩ loại trừ cái nguy cơ của loét của ung thư dạ dày cho chúng ta. Và ung thư dạ dày nếu như mà được phát hiện sớm ý, thì cái khả năng mà can thiệp và kéo dài thời gian sống vẫn rất là tốt. Nhưng mà nếu như mà chúng ta phát hiện muộn ý, thì cái tỷ lệ sống cũng như là cái thời gian sống của bệnh nhân nó kém hơn rất là nhiều. Vì vậy cho nên là đối với các nhóm bệnh nhân mà có nguy cơ cao hoặc là có các cái biểu hiện báo động thì rất cần phải đến cơ sở y tế. Và đối với ung thư dạ dày thì hiện nay có rất nhiều những cái công nghệ nội soi tiên tiến ở Việt Nam tại các cơ sở y tế lớn, giống như là cái bài trình bày trước của giáo sư Long ấy, là có thể giúp các bác sĩ phát hiện ung thư dạ dày ngay từ những cái giai đoạn vô cùng sớm, cái giai đoạn khi mà cái tổn thương nó bé và nó mới chỉ ở cái lớp bề mặt thôi. Thì nếu mà phát hiện được ở trong giai đoạn này thì hoàn toàn là bệnh nhân có thể cũng không cần phải chịu một cuộc mổ, mà bệnh nhân có thể hiện tại có các cái phương pháp nội soi để cắt hốt các cái tổn thương sớm này, thì bệnh nhân cũng có cái tiên lượng sau đó thì có cái tiên lượng rất là tốt. Vì vậy cho nên nếu như mà phát hiện được sớm thì như vậy chúng ta đã giúp bệnh nhân có thể quay trở lại cái cuộc sống bình thường, cũng như là cải thiện chất lượng cuộc sống của người bệnh rất là nhiều. Tôi xin được kết luận bài trình bày ngày hôm nay ở một số ý cơ bản. Thứ nhất đấy là tỷ lệ nhiễm HP ở Việt Nam rất là cao. Tuy nhiên về cái chỉ định điều trị thì chúng ta cần phải cân đối giữa cái lợi ích cũng như là cái nguy cơ, không phải là bệnh nhân nào cứ có HP là cũng phải điều trị. Có rất là nhiều phương pháp để phát hiện HP, tuy nhiên là giá trị của các phương pháp khác nhau. Và vì vậy cho nên là bệnh nhân cũng cần phải hiểu là trong trường hợp nào thì các bác sĩ sẽ chỉ định cái phương pháp nào phù hợp, và cái phương pháp đó nó còn phải phù hợp với nguồn lực tại cơ sở y tế nữa. Bài trình bày của tôi đến đây là hết. Và chúng ta có thể chuyển sang cái phần thảo luận cũng như là tư vấn cho các bác bệnh nhân. Thế còn về các cái câu hỏi hoặc là các cái vấn đề liên quan đến điều trị diệt trừ HP thì các bác bệnh nhân cũng yên tâm, đấy là chúng tôi còn một chuyên đề nữa vào tuần sau. Giáo sư Long sẽ trình bày cho các bác về các cái phác đồ diệt trừ HP. Thì nếu như trong ngày hôm nay có một số câu hỏi mà
liên quan đến dịch chứa HP chúng tôi chưa thể giải thích được hết, thì sang tuần sau chúng ta vẫn còn một cái số chuyên đề nữa. Vâng, xin cảm ơn phần trình bày của tiến sĩ Hằng ạ. Chúng ta cũng thông qua phần nói chuyện của tiến sĩ Hằng thì chúng ta cũng đã thấy rằng cái vấn đề mà gặp vi khuẩn HP là rất nhiều bệnh nhân gặp, và trong thực tế thì bệnh nhân gặp HP nó sẽ không chỉ đơn giản là ngoài việc các bạn thấy là mình bị đau dạ dày, mà việc điều trị đối với bác sĩ sẽ là cả một cái vấn đề rất là cần cân nhắc. Và trong quá trình điều trị thì cũng có rất là nhiều bệnh nhân đặt câu hỏi đến cho chúng tôi. Thông qua fanpage và inbox thì có một vài câu hỏi xin được hỏi tiến sĩ Hằng như sau ạ. Có một bệnh nhân tên hỏi hỏi chúng tôi là em vừa cho con đi nội soi bên phòng khám mình và em cũng soi. Thì em và con đều bị viêm dạ dày HP dương tính. Em quên mất không hỏi bác sĩ là bệnh này ngoài lây qua đường tiêu hóa thì có lây qua hô hấp không ạ? Như thế này các bác ạ, không phải là chúng ta nói chuyện với nhau nó lây qua giọt bắn đâu, các bác yên tâm. Tuy nhiên là nó có thể lây qua nước bọt, vì vậy cho nên là ví dụ như hôn là có thể, hoặc là mớm cơm, nó có cái con đường miệng miệng đấy ạ. Thì ví dụ như là chúng ta mớm cơm rồi nhai rồi đút cho con giống như là cái thói quen sinh hoạt hàng ngày ấy, hoặc là chúng ta chấm chung nước mắm ấy. Đấy, thì đấy là những cái con thói quen sinh hoạt mà có thể khiến cho là gia đình chúng ta cùng nhiễm HP. Ngoài ra thì đối với trẻ con, một trong những cái mà cái tỷ lệ nhiễm HP cũng có thể cao hơn, ngoài cái việc là các bạn thì có thể nhiễm ở trong gia đình do cái thói quen ăn uống sinh hoạt chung ở trong gia đình, thì nó còn một vấn đề nữa, đấy là các bạn nhỏ thì còn đi học bán trú rồi là đi học ở trường lớp và ăn chung cùng với bạn bè rất là nhiều, thì những cái con đường đấy thì chúng ta cũng không thể có kiểm soát hết được. Tuy nhiên thì các bạn có thể yên tâm là HP thì không có lây qua đường hô hấp. Ngoài ra thì một điểm nữa cũng muốn nhấn mạnh qua bài trình bày này là ở Việt Nam giống như mình có chia sẻ với các bác bệnh nhân, đấy là tỷ lệ nhiễm HP rất là cao. Tuy nhiên thì thường ấy là phải có một cái dấu hiệu, một cái triệu chứng nào đặc biệt, ví dụ như chứng khó tiêu chức năng này, hoặc là cái tổn thương ở dạ dày nó nặng. Ví dụ như có loét này, hoặc là viêm rất là nặng, hoặc là có một số tổn thương mà bác sĩ thấy là cái việc điều trị sẽ đem lại lợi ích cho mình, hoặc là gia đình có tiền sử ung thư, thì chúng ta mới điều trị diệt trừ HP, chứ cũng không phải là cứ có kết quả HP dương tính thì bắt buộc là phải điều trị. Và điều này cũng không đồng nghĩa với việc là nếu như chúng ta có HP dương tính thì chúng ta cần phải điều trị, thì cũng không có nghĩa là toàn bộ gia đình chúng ta phải điều trị, chỉ trừ có một vài những trường hợp rất đặc biệt, ví dụ như là có những bạn nhỏ ấy loét rất là nhiều. Thế thì khi mà loét nhiều như vậy và tìm thấy là HP dương tính, bác sĩ có chỉ định điều trị cho các bạn nhỏ đó. Tuy nhiên là điều trị thì thấy là sau đó lại bị tái nhiễm, hoặc là sau đó lại có tình trạng là phải điều trị đi điều trị lại rất nhiều phác đồ, thì trong cái trường hợp đó có thể tùy cân nhắc vào lợi ích và nguy cơ mà các bác sĩ có thể yêu cầu là bố mẹ của các bạn cũng nên kiểm tra thử xem là mình có HP hay không, và cũng nên điều trị gia đình để mà đảm bảo cái việc là con cái khả năng tái nhiễm lại HP nó thấp. Thế nhưng mà những cái tình huống đó thì nó sẽ phải phụ thuộc vào từng bệnh nhân cũng như là từng điều kiện gia đình. Vâng, cảm ơn tiến sĩ Hằng ạ. Tôi thấy là đây là cũng là thắc mắc của rất là nhiều bạn. Có một bạn khán giả có hỏi tôi là thưa thưa bác sĩ, là hôm nọ em có đi khám ở chỗ mình, nội soi có HP và hiện đang uống thuốc. Tuy vậy thì 6 tuần sau đó thì em được hẹn khám lại. Vậy cho em hỏi lúc khám lại em có cần nội soi nữa không, hay là sẽ thăm khám bằng cách nào? Và em uống thuốc thì hay bị đau bụng từng cơn vào ban đêm thì có sao không ạ? Vâng, cảm ơn câu hỏi của các bạn. Thì cái câu hỏi này thì trong bài trình bày mình cũng có chia sẻ một phần rồi, ở đây mình sẽ tóm tắt lại. Tức là sau khi mà thường thì chúng ta sẽ phát hiện HP bằng cách là nội soi này, xong rồi làm test nhanh urea HP dương tính, thì chúng ta sẽ tùy theo cái chỉ định thì chúng ta sẽ có chỉ định điều trị chẳng hạn. Thế thì sau khi mà điều trị xong ấy, thường bác sĩ sẽ hẹn từ 6 đến 8 tuần. Tại sao? Tại vì là cần, đấy là cái thời gian đủ, mình ngừng thuốc đủ để mà mình có thể kiểm tra được HP. Và các bạn có nên đến đúng cái thời điểm đó hoặc là muộn hơn một chút, nhưng mà không nên đến sớm. Tức là ví dụ như mình vừa dùng xong thuốc mình đến ngay,
hoặc là trong một tuần mình đã đến ngay, thì khi đó các bác sĩ cũng không thể kiểm tra HP cho bạn được, bởi vì lúc đó vẫn còn cái tác dụng của thuốc và khả năng là nếu có kiểm tra thì âm tính giả rất là cao. Vì thế nên là các bạn nên đến theo lịch hẹn. Đấy là điểm một. Điểm thứ hai nữa là khi mà đến thì chúng ta sẽ kiểm tra bằng phương pháp nào. Nếu như kết quả nội soi của bạn mà không nghiêm trọng thì các cái tổn thương có tính chất lành tính thì bác sĩ sẽ ưu tiên cái việc là làm test thở. Tại vì việc làm test thở thì bạn không có phải nội soi lại mà bạn chỉ thở xem là còn không còn vi khuẩn HP thôi, nó cũng dễ chịu với bệnh nhân hơn. Thế còn trong trường hợp ý, mà bạn có một số cái tổn thương đặc biệt mà bác sĩ cần phải theo dõi xem là liệu điều trị diệt HP xong cái tổn thương của bạn có liền không? Ví dụ như là có các cái tổn thương loét mà kể cả lúc đấy sinh thiết rồi, kết quả sinh thiết là lành tính nhưng các bác sĩ vẫn nghi ngờ hoặc vẫn cần phải xem cái tiến triển của ổ loét như thế nào, thì khi đó các bác sĩ sẽ đề nghị bạn là tiến hành nội soi lại để vừa đánh giá tổn thương vừa đánh giá vi khuẩn HP qua cái test nhanh urea. Vâng, với bạn khán giả vừa rồi thì chúng tôi cũng sẽ có một cái lưu ý là thông thường thì chúng tôi bao giờ cũng sẽ hẹn bệnh nhân sau khoảng 6 đến 8 tuần, là bởi vì một phác đồ điều trị bình thường tại Viện Nghiên cứu và Đào tạo Tiêu hóa Gan Mật, Phòng khám đa khoa Hoàng Long thì chúng tôi kê cho bệnh nhân là kéo dài khoảng tầm 2 đến 4 tuần. Và sau đó thì bệnh nhân phải dừng thuốc ít nhất là 2 tuần nữa thì mới có thể thăm khám, quay trở lại thăm khám được. Vì vậy nên là mong quý vị nếu mà có điều trị thì hãy tuân thủ lịch tái khám ở trên ở đơn thuốc. Và khi mà chúng ta tái khám đúng thời gian thì sẽ biết được là hết hay chưa, cũng như là xem xét xem là có cần phải các phác đồ can thiệp bổ sung hay không. Bệnh nhân có một bệnh nhân đặt câu hỏi, bệnh nhân Nguyễn Ngân là: thưa bác sĩ, là em đang có bầu, trước kia thì em có HP, có điều trị trước kia thì em có HP, tiền sử đau dạ dày, HP dương tính, thì hiện nay em đã có bầu tháng thứ 7 thì có uống thuốc được không ạ? Và tại vì thời điểm này thì em thấy đau bụng, rối loạn tiêu hóa. Sau này thì khi em sinh con xong cần làm gì để tránh con bị nhiễm HP từ mẹ? Thế này thứ nhất là đối với các chị em mà đang mang bầu ấy ạ, thì chúng ta sẽ không điều trị diệt trừ HP đâu ạ. Đối với các chị em mà đang mang bầu thì thật ra cái việc mà sử dụng thuốc ấy nó cũng phải thận trọng, cẩn trọng. Và đối với cái việc mà nhiễm HP ấy, thì thật ra chúng ta cũng không có cái nào có gọi là nhiễm HP cấp tính cả. Cái tình trạng này là một cái tình trạng mà cái việc nhiễm HP này nó có thể là từ lâu rồi, chỉ có là khi mà nó biểu hiện nó thành triệu chứng rõ ràng thì chúng ta mới đi kiểm tra thôi. Và nếu như mà chúng ta thuộc cái nhóm đối tượng mà cần phải điều trị diệt trừ HP thì bác sĩ sẽ giải thích. Thì ví dụ như trong trường hợp mà bạn đã điều trị diệt trừ HP rồi thì bạn hoàn toàn mà chưa có điều kiện kiểm tra lại thì bạn hoàn toàn có thể là sinh con rồi cho con bú xong, xong rồi khi nào xuất hiện triệu chứng thì bạn đi kiểm tra lại. Thế còn trong trường hợp mà bạn đã từng phát hiện là có HP rồi nhưng mà chưa từng điều trị diệt trừ HP thì rất nhiều khả năng là bạn không nằm trong đối tượng cần phải điều trị diệt trừ HP. Và hiện tại mình đang là tháng thứ 7 của thai kỳ rồi thì mình sẽ không có điều trị diệt trừ HP ở phụ nữ có thai. Đối với phụ nữ có thai, chúng tôi chỉ điều trị thuốc đường tiêu hóa, tức là điều trị thuốc dạ dày khi nào. Thường thì khi mà nếu như bệnh nhân mà có cái trào ngược rất là nặng, đó, đặc biệt là cái quý cuối của thai kỳ khi mà thai lớn ấy, thì có một số bệnh nhân người ta có biểu hiện là có cái cơn trào ngược rất là nặng, thì lúc đó chúng tôi có thể cho một số cái thuốc tại chỗ thôi, thuốc tại chỗ, các cái gói gel tại chỗ để mà bệnh nhân đỡ trào ngược, chứ còn đối với HP là chúng tôi sẽ không có điều trị trong lúc mang thai. Khi mà bạn sinh con xong rồi này, bạn cho con bú này, bạn lo lắng về câu chuyện là cho con bú như vậy ý, thì có làm lây nhiễm HP hay không, thì có thể khẳng định với bạn một việc là như thế này: tỷ lệ nhiễm HP của chúng ta rất là cao, tỷ lệ nhiễm HP ở trẻ em của chúng ta cũng cao, nhưng mà không phải là chúng ta mang hết các em bé ra để điều trị diệt trừ HP ạ, không ạ, chỉ những em bé nào mà có bệnh lý dạ dày tá tràng, đặc biệt là các bệnh lý như là loét này đó, và các em có biểu hiện rõ ràng, xác định HP bằng hai phương pháp thì lúc đó các bác sĩ nhi khoa mới có chỉ định điều trị diệt HP cho các em bé thôi. Còn nếu như các em bé mà phát triển bình thường không có vấn đề gì cả thì sẽ không có chỉ định diệt trừ HP đâu. Cho nên bạn không cần phải quá lo lắng về câu chuyện là lây HP, lây nhiễm HP cho con.
cũng như là trong cái giai đoạn đang mang bầu quý 3 như thế này ấy, thì bạn sẽ không có chỉ định điều trị diệt trừ HP. Vâng, có hy vọng là câu trả lời vừa rồi của Tiến sĩ Hằng thì cũng giải đáp thắc mắc cho một số bạn khán giả khác. Giống như là tôi thấy có bạn khán giả hỏi là bạn ấy bị nhiễm HP nhưng mà con em 8 tháng thì em lo bị cháu sau này lây em. Thì hy vọng là qua câu trả lời của hai bệnh nhân vừa rồi thì bạn cũng sẽ giúp được bạn hiểu được thêm về vấn đề bệnh tật, đồng thời là cũng tránh được việc là lây nhiễm cho con bạn sau này. Thế còn nếu như cháu không có vấn đề gì bất thường, không có triệu chứng gì thì chúng tôi cũng sẽ không ưu tiên điều trị cho những bệnh nhân đấy, bởi vì không phải lúc nào có là chúng ta cũng phải diệt trừ. Bệnh nhân Nguyễn Thị Mỹ Hạnh có hỏi là bác sĩ có thể tư vấn cho em là em bị viêm dạ dày, sau khi nội soi thì có kết luận là vùng tâm vị bờ cong nhỏ, bờ cong lớn, toàn bộ dạ dày của bạn đều bị phù nề, sung huyết, ngoài ra thì HP dương tính. Hiện nay thì bạn ấy uống meritinetab, Dudenser, Flagyl, Ospamox và hỗn dịch Zantagel mà bạn ấy lại bị tiêu chảy, uống vào là bạn bị tiêu chảy nên rất lo lắng. Cháu xin hỏi là bây giờ hướng điều trị này đúng chưa? Còn nếu không thì làm sao để đỡ tiêu chảy bây giờ? Bởi vì hiện nay là bạn ấy ở quê và việc đi khám rất là khó khăn. Thứ nhất là đối với những cái trường hợp bệnh nhân mà gửi về thuốc ấy, đặc biệt như thế này ấy, thì tôi cũng đề nghị là các bệnh nhân chụp ảnh cái đơn thuốc và chụp ảnh kết quả nội soi và inbox vào trong hộp thư của phòng khám. Tại vì là nó có mấy việc. Thứ nhất là mặc dù là bạn kể được tên thuốc nhưng mà chúng tôi cần phải xem liều thuốc. Cái thứ hai nữa là còn phải hỏi lại bạn về việc câu chuyện là bạn uống thuốc có đúng như hướng dẫn không? Bởi vì cái việc mà uống kháng sinh hoặc là cái việc uống cái thuốc mà để làm liền cái tổn thương cũng như là đỡ viêm và nâng cái pH của dạ dày lên, nó đóng vai trò rất quan trọng trong việc diệt trừ HP. Cho nên là sẽ không thể tư vấn được nếu như mà chỉ biết có tên thuốc. Một việc nữa là đúng là trong cái quá trình mà uống thuốc điều trị diệt trừ HP ấy, có một số bệnh nhân sẽ gặp một số những cái tác dụng không mong muốn, trong đó thì cái tác dụng tiêu chảy là một trong những cái tác dụng mà hay gặp. Sẽ cần phải hỏi thử xem là bạn đi ngoài một ngày bao nhiêu lần và tính chất đi ngoài như thế nào. Sau đó thì trong những cái trường hợp này nếu không quá nặng nề, nếu không quá nặng nề thì chúng tôi có thể tư vấn cho bạn sử dụng thêm men tiêu hóa. Thì khi sử dụng thêm men tiêu hóa thì nó có tác dụng là làm giảm cái việc tiêu chảy khi mà sử dụng kháng sinh. Tuy nhiên thì có một số bệnh nhân ý, không đáp ứng với cái việc sử dụng men tiêu hóa này mà bị tiêu chảy rất là nhiều và rất là mệt. Thì trong cái trường hợp đó là mình không dung nạp được với cái kháng sinh mà đang sử dụng thì lúc đó bắt buộc là mình sẽ phải ngừng, mình không có dùng được nữa và mình đợi qua dịch, mình quay lại gặp bác sĩ để đổi một cái phác đồ diệt HP khác. Thì khi đó bạn sẽ chỉ dùng cái thuốc để mà làm liền cái tổn thương viêm ở trong dạ dày thôi, còn kháng sinh sẽ không sử dụng được nữa. Vì vậy cho nên là bạn có thể thấy là cái câu trả lời của tôi cũng bao hàm rất là nhiều ý và nó cũng khá là phức tạp. Chính vì vậy cho nên là bạn cần phải gửi cái kết quả nội soi cũng như là đơn thuốc và triệu chứng một cách cụ thể đến fanpage của phòng khám thì chúng tôi mới có thể tư vấn cho bạn được. Vâng, câu hỏi này thì tôi cũng xin được nhắc lại với một vài quý vị khán giả cũng vừa mới nhắn cho tôi là có hình ảnh thêm cả đơn thuốc, thì những cái này chúng tôi sẽ tư vấn trực tiếp những câu hỏi về đơn thuốc, bởi vì là với những cái đơn thuốc rất là cụ thể thì sẽ được dùng cho từng bệnh nhân cụ thể, và việc mà tư vấn đại chúng thì đôi khi là nó không mang nhiều ý nghĩa cho bệnh nhân. Vì vậy chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp với các bạn qua inbox. Vì vậy nếu quý vị khán giả nào mà có câu hỏi sâu về về bệnh tật cũng như là với những cái kết quả thăm khám cũ thì nếu như không được nhắc tên trong live show thì quý vị khán giả cũng đừng lo lắng, chúng tôi sẽ có thể trả lời trực tiếp cho các bạn qua inbox. Bạn khán giả ở Facebook Mimi có hỏi là: thưa các bác sĩ, em hiện tại bị hôi miệng do có chất nhầy trào lên vùng hầu họng. 4 tháng trước thì em có diệt HP tại đại học y đã khỏi, nhưng hiện nay thì em vẫn còn hôi miệng. Vậy thì bây giờ có cần điều trị tiếp như thế nào không ạ? Và em có thể đến phòng khám để kiểm tra hôi miệng do trào ngược hay không, hay là phải đến viện để kiểm tra do nguyên nhân khác? Cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì cái câu hỏi này thì đôi khi cũng đây là một trong những vấn đề mà rất nhiều bệnh nhân gặp phải. Tức là có những bệnh nhân thì đi khám rất nhiều chuyên khoa, đầu tiên là răng hàm mặt,
rồi tai mũi họng và sau đấy tìm đến chuyên khoa tiêu hóa bởi vì gặp tình trạng là hôi miệng. Trường hợp của bạn thì bạn đã điều trị diệt trừ HP xong rồi và bây giờ cái cảm giác khó chịu nhất của bạn đấy là hôi miệng và cảm giác có dịch ở trên cổ, trên vùng miệng tiết nhiều hơn. Thế thì rất nhiều khả năng cái này nó là một trường hợp trào ngược. Nếu mà muốn biết có phải là trào ngược hay không ý, thì bây giờ sẽ có một số cách như sau. Nếu như bạn đang ở trong vùng cách ly phong tỏa không thể đến được bệnh viện thì bạn có thể inbox, chúng tôi có thể cho bạn sử dụng thuốc trong vòng khoảng độ 2 tuần để xem thử xem đáp ứng điều trị như thế nào. Nếu như đúng là trào ngược thì chúng ta sẽ phải điều trị theo một cái liệu trình thời gian lâu hơn. Và bạn nhớ là gửi kèm cái kết quả nội soi cũng như là cái kết quả đơn thuốc diệt trừ HP để chắc chắn là bạn đã điều trị xong HP, cũng như là nếu bạn đã từng kiểm tra lại HP và âm tính rồi thì mình cũng gửi lại. Thế còn trong trường hợp mà bạn ở những khu vực mà bây giờ đã bắt đầu nới lỏng hơn và đã có thể đến cơ sở y tế để thăm khám rồi, bạn hoàn toàn có thể tìm đến đơn vị của chúng tôi để kiểm tra xem có bị trào ngược hay không. Trong các số trước thì chúng tôi cũng đã giới thiệu với các bác bệnh nhân rất nhiều về các cái phương pháp mà để chẩn đoán trào ngược, và đặc biệt là trong những cái trường hợp mà khó triệu chứng không điển hình thì chúng tôi cũng có các cái phương pháp như là xét nghiệm và pepsin ở trong nước bọt để xem có phải là mình bị trào ngược ở trên ở ngoài thực quản lên đến vùng hầu họng này không, hoặc là chúng tôi cũng có thể đo áp lực nhu động thực quản để xem thử xem có phải bạn mắc một số những cái rối loạn nhu động tùy theo các cái triệu chứng kèm theo của bạn hay không. Thì khi mà có các cái kết quả thăm dò chính xác rồi thì nó cũng sẽ giúp cho việc là lựa chọn cái nhóm thuốc nào phù hợp với bệnh lý của bạn. Thì nếu mà có điều kiện thì bạn nên đến cơ sở để được thăm khám một cách chi tiết. Còn nếu mà trong trường hợp chưa đi lại được thì bạn có thể inbox các cái thông tin cơ bản nhất thì chúng tôi sẽ tư vấn tiếp. Vâng, với tình trạng của bạn khán giả vừa rồi thì ngoài cái việc mà nghe lời tư vấn của tiến sĩ Hằng thì chúng tôi cũng khuyến cáo bạn là hãy xem lại những cái số livestream kỳ trước, vì tôi thấy là cũng có nhiều vị khán giả có cùng với thắc mắc tương đối là giống của bạn. Hy vọng là bạn sẽ có thể có thêm một vài cái hiểu biết sơ qua về tình hình bệnh tật của mình. Có một vài câu hỏi gửi cho tiến sĩ Hằng như sau. Thưa bác sĩ, là em đã nội soi bên mình, em bị viêm dạ dày HP, sau một thời gian điều trị bằng thuốc thì HP hiện nay đã âm tính, HP đã âm tính. Gần đây thì em lại bị đau bụng, đau dữ dội và nhất là vào lúc đêm. Có đêm thì em đau không ngủ nổi mà có khi là đau cả một tuần liền. Liệu rằng có phải em bị HP tái phát lại không? Vâng, cảm ơn câu hỏi của bạn. Nó có một số vấn đề như sau. Thứ nhất đấy là đúng là nó có một cái tỷ lệ là bệnh nhân có thể tái nhiễm HP. Thì thường cái tỷ lệ tái nhiễm HP này trong năm đầu tiên sau khi mà mình đã điều trị diệt trừ HP thành công ấy, nó sẽ là khoảng độ 30%. Tuy nhiên thì đối với những cái trường hợp mà có cái đau bụng dữ dội mà lại mới xuất hiện như thế này thì tôi có lời khuyên là bạn nên đến ngay cơ sở y tế. Đặc biệt là nếu mà bạn lại còn kèm thêm một số triệu chứng khác, ví dụ như là nếu mà bạn đau bụng dữ dội nhưng mà lại kèm thêm sốt, đau bụng dữ dội kèm thêm rối loạn tiêu hóa thì bạn nên đến cơ sở y tế để thăm khám. Cái việc đầu tiên mà các bác sĩ cần làm đấy là khám bụng, sờ thử xem là bụng của bạn có dấu hiệu gì nguy hiểm hay không. Bởi vì bản thân cái kể cả là đau bụng nhưng mà trong bụng của chúng ta thì có rất nhiều cơ quan bộ phận, không phải là chỉ có mình dạ dày. Ngoài ra chúng tôi cần phải xem thử bạn có dấu hiệu gì gợi ý bệnh lý khác không. Đôi khi nó có thể là bệnh lý của tuyến tụy hoặc một số bệnh lý mà liên quan đến túi mật, đường mật, nó cũng có thể có những cái triệu chứng, có những cái cơn đau dữ dội như vậy. Thì bạn rất nên đến cơ sở y tế để được thăm khám. Và cái phương pháp thăm dò đầu tiên mà các bác sĩ sẽ làm cho bạn đấy chính là siêu âm ổ bụng cái đã. Thế còn nếu như mà cái kết quả nội soi dạ dày trong vòng 4 tháng hoặc là chỉ trong vòng khoảng độ 6 tháng của bạn ấy, thì bạn có thể mang theo, bởi vì thường các cái kết quả nội soi nó sẽ không có sự thay đổi nhiều. Như vậy là cái việc mà đến cơ sở y tế là để giúp loại trừ bạn không có các cái tình trạng khác nguy hiểm hơn, cũng như là để xem thử xem có thật sự là đây là viêm dạ dày không hay là bệnh khác. Thế còn trong trường hợp mà đây là viêm dạ dày thì cũng phải nói với bạn là nó có một số vấn đề, ví dụ như là trong cái giai đoạn này thì rất nhiều các bác bệnh nhân gặp cái tình trạng là căng thẳng, bởi vì là do chúng ta làm việc tại nhà, do chúng ta ở các khu vực cách ly phong tỏa,
Chúng ta cũng có rất nhiều những cái căng thẳng trong cuộc sống, thì bản thân những cái căng thẳng đó hoặc là những cái thói quen sinh hoạt như là sử dụng bia rượu hoặc sử dụng một số loại thuốc, nó có thể làm cái xuất hiện các cái tình trạng đau cấp tính, viêm cấp tính dạ dày, chứ cũng không phải đơn thuần chỉ là HP. Vì vậy thì lời khuyên của tôi dành cho bạn đấy là đến cái cơ sở y tế gần nhất để thăm khám một cách chi tiết. Vâng, cảm ơn Thế Dĩ Hằng ạ. Có một câu hỏi của một bạn khán giả mà tôi cảm thấy là rất là thú vị, mặc dù là không phải là nhiều người gặp phải. Bệnh nhân có hỏi tiến sĩ, đấy là bệnh nhân Thảo Lê có hỏi: em bị viêm hang vị dạ dày HP dương tính, hiện nay thì việc điều trị HP của em đã kháng nhiều loại thuốc, vừa qua em được nội soi và bác sĩ kê cho em đơn thuốc điều trị nhưng không có triệu chứng giảm. Xin hỏi là nếu như em uống thuốc mãi không khỏi thì có nên đi làm kháng sinh đồ hay không? Nếu có làm kháng sinh đồ thì để diệt HP thì việc chữa trị bệnh dạ dày của em có khỏi được không, thưa bác sĩ? Cảm ơn câu hỏi của bạn khán giả. Câu hỏi này thì bình thường trong thực hành chúng tôi cũng gặp rất nhiều những bệnh nhân có chung cái thắc mắc như vậy. Tức là nếu như mà bệnh nhân mà điều trị khỏi ngay được thì đương nhiên là rất là mừng. Nhưng mà cũng có những bác bệnh nhân ngay từ đầu các bác cũng hỏi là bác sĩ cho tôi hỏi là khả năng mà thành công của tôi nó là bao nhiêu phần trăm. Thì thật ra các cái phác đồ mà để diệt trừ HP thành công hiện tại ở Việt Nam thì nó cũng chỉ rơi được vào khoảng, đối với những phác đồ tốt ấy, nó cũng rơi vào khoảng độ tầm 80 đến 90%. Như vậy có nghĩa là gì, 10 bác bệnh nhân thì có thể là chỉ có 8 bác là khỏi thôi. Thế còn sẽ có khoảng độ 2 bác là sẽ phải điều trị tiếp. Thế thì đầu tiên là cái câu chuyện là các bác điều trị rất nhiều lần mà không đỡ. Nhưng mà lời khuyên thứ nhất là các bác sẽ phải mang giúp đến cho các bác sĩ xem tất cả các cái đơn thuốc mà các bác đã điều trị. Lý do là bởi vì như thế này, nhiều khi là bệnh nhân chỉ nhớ được là tôi đã từng điều trị diệt trừ HP nhưng không có giữ đơn thuốc. Vậy là các bác sĩ sẽ rất khó khăn, không biết là các bác đã từng điều trị kháng sinh gì. Vì nguyên tắc của điều trị diệt HP đấy là nếu như mà đã thất bại với cái nhóm kháng sinh đó thì lần tới chúng tôi sẽ chuyển thuốc, chuyển cái nhóm kháng sinh khác cho các bác. Cho nên là việc các bác giữ được cái đơn thuốc điều trị diệt HP qua các cái lần thăm khám ấy sẽ giúp cho các bác sĩ định hướng được tốt hơn. Việc thứ hai là nó có một số yếu tố để mà quyết định cái việc diệt trừ HP thành công ấy. Thì thứ nhất đấy là bệnh nhân phải uống thuốc đủ thời gian, đủ liều lượng, theo đúng hướng dẫn của thầy thuốc và phác đồ phải là phác đồ chuẩn. Có nghĩa là như thế nào? Phần này thì thật ra cho tuần tới giáo sư Long sẽ trình bày kỹ hơn về các bác, nhưng mà tôi cũng có thể nói tóm tắt là như sau. Ví dụ phác đồ diệt HP hiện tại mà các bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa sử dụng đó là chúng tôi điều trị 14 ngày ạ. Cho nên nếu như mà các bác mới chỉ uống thuốc 7 ngày hoặc 10 ngày kháng sinh thì đấy không phải là phác đồ điều trị chuẩn của diệt HP. Vấn đề thứ hai là cái kháng thuốc của HP tại Việt Nam ấy nó rất là nhiều. Cho nên đôi khi ấy, là các bác lại đi ra hiệu thuốc nói với các bác dược sĩ là tôi bị HP, bán cho tôi thuốc diệt HP. Và các bác dược sĩ đưa cho các bác một số những cái loại thuốc dạng kít, 2-3 loại thuốc gì đó của Ấn Độ uống. Thì những cái thuốc đó thường là cái tỷ lệ mà diệt trừ được HP tại Việt Nam rất là thấp. Có lẽ là chưa được đến 50%. Cho nên cái đấy cũng không được coi là điều trị chuẩn. Cái thứ ba nữa là nếu như mình điều trị một cái phác đồ thầy thuốc cho mà đã thất bại rồi, mình nghi ngờ là mình vẫn còn HP nhưng mình chưa có điều trị, tức là mình chỉ thấy là triệu chứng không đỡ tí nào và mình nghĩ là kiểu này chắc mình vẫn còn HP mà mình lại không quay lại gặp bác sĩ để mà kiểm tra, mà mình lại cầm chính cái đơn thuốc đó đi ra hiệu thuốc mua lại lần thứ hai với hy vọng là tôi uống luôn 2 lần hoặc 3 lần cho nó tiệt hẳn đi, thì chắc chắn là sẽ không diệt trừ được. Bởi vì nếu chủng HP của mình mà nó đã kháng với cái loại kháng sinh đó thì các bác uống 2 hay 3 lần cùng cái đơn thuốc đó, cùng cái loại kháng sinh đó, cùng cái liều lượng đó là sẽ không có đáp ứng. Vì vậy cho nên là đầu tiên là các bác sĩ sẽ cần phải xem lại rất kỹ đơn của các bác, xem là các bác đã điều trị đủ ngày chưa, đủ liều chưa và đủ theo đúng hướng dẫn chưa. Sẽ có một số loại thuốc bác sĩ dặn bác là bác cần phải uống trước ăn sáng 30 phút bởi vì đây là thời điểm mà thuốc tác dụng tốt nhất. Có những loại kháng sinh phải uống sau ăn. Vậy thì nếu như mà do cái lịch trình sinh hoạt của mình
mình không có tuân thủ được thì cái phân bố thuốc trong thời gian trong ngày nó không có đảm bảo cái nồng độ, thì lúc đó cái khả năng diệt HP nó rất là kém. Hoặc là một số bác nam giới có thói quen hút thuốc, thì thường ý là nếu như bệnh nhân mà hút thuốc ấy và vẫn tiếp tục hút thuốc trong quá trình diệt trừ HP ấy, thì cái khả năng mà diệt trừ được HP nó giảm đi rất là nhiều, nó chỉ xuống còn có 50% thôi. Cho nên là thường bao giờ chúng tôi cũng khuyên là nếu các bác hút thuốc thì các bác phải ngừng hút thuốc trong cái quá trình mà điều trị diệt trừ HP. Như vậy là có rất nhiều cái yếu tố ảnh hưởng đến cái việc là kháng thuốc giống như là bạn nói. Thế nếu như mà bệnh nhân đã điều trị hai lần liều chuẩn, tuân thủ hoàn toàn theo hướng dẫn của người thầy thuốc, tuân thủ thời gian, tuân thủ liều, tuân thủ số lượng, tuân thủ cách uống thuốc mà vẫn còn HP thì sao? Thì trong trường hợp đó chúng tôi sẽ chỉ định cho bệnh nhân nuôi cấy để làm kháng sinh đồ. Thì cách thức nuôi cấy đấy là sau khi xác định các bác có HP rồi, có thể xác định bằng test thở, thì chúng tôi sẽ yêu cầu là các bác phải tiến hành nội soi dạ dày. Và bác sĩ nội soi người ta sẽ cần phải lấy khoảng độ từ 5 đến 6 cái mảnh niêm mạc ở trong dạ dày của các bác ở các vị trí khác nhau và đem các cái mảnh đó đi nuôi cấy. Thì thường là sau 10 ngày thì có thể là sẽ mọc được vi khuẩn HP. Thì nếu mà mọc được vi khuẩn HP thì các bác sĩ ở bên vi sinh người ta sẽ trả cho các bác bệnh nhân một cái kết quả, trong đấy có kết quả là mọc được vi khuẩn HP và cái vi khuẩn HP này nhạy với kháng sinh gì, kháng với kháng sinh gì. Thì dựa trên cái kết quả đó chúng tôi sẽ lựa chọn những cái kháng sinh mà cái chủng này nó còn nhận. Thế còn nếu mà đã kháng rồi thì chúng tôi không thể lựa chọn những cái kháng sinh mà cái chủng này kháng được nữa. Thì cái cách thức về điều trị nó sẽ là như vậy. Có gặp trường hợp mà bệnh nhân kháng tất cả các loại kháng sinh không? Có ạ. Trong thực tế đúng là cũng có gặp trường hợp như vậy. Có nghĩa là bệnh nhân nuôi cấy làm kháng sinh đồ và sau đó thì thấy là kháng với rất nhiều loại kháng sinh, không thể lựa chọn được nữa và gần như bệnh nhân đã đi qua rất nhiều các cái phác đồ sử dụng rồi. Thì trong trường hợp đấy làm như thế nào? Thì trong trường hợp đó thì chúng tôi sẽ tư vấn cho bệnh nhân. Đấy là bệnh nhân sẽ phải theo dõi định kỳ. Đặc biệt là nếu người ta có một số những cái tổn thương mà có nguy cơ rất là cao tiến triển thành ung thư dạ dày thì lúc đó chúng tôi sẽ phải đề nghị bệnh nhân là theo dõi định kỳ để xem cái tổn thương đấy tiến triển như thế nào. Thì hy vọng là cái câu trả lời này có thể phần nào giúp bạn hình dung cái con đường khi mà các bác sĩ quyết định điều trị diệt HP và các bác sĩ hỗ trợ để cho mà mình có thể diệt trừ được HP. Tuy nhiên thì cần cái sự phối hợp của các bác bệnh nhân rất là tốt, nghĩa là các bác uống thuốc gì này, như thế nào phải theo hướng dẫn của thầy thuốc và các bác cố gắng giữ tất cả các đơn, cho dù là các đơn các bác uống ở các cơ sở y tế khác hoặc là các bác tự mua, nếu như không có đơn thì các bác chụp ảnh lại các cái thuốc mà các bác đã uống. Thì khi mà các bác mang đến cho bác sĩ đầy đủ giấy tờ như vậy ấy, thì đấy sẽ là một trong những cái rất quan trọng để chúng tôi quyết định là các bác nên sử dụng các cái loại kháng sinh như thế nào. Vâng, xin cảm ơn câu trả lời của tiến sĩ Hằng. Tôi cũng xin được lưu ý lại một chút đối với các bệnh khán giả, các bác bệnh nhân. Đấy là có rất là nhiều bệnh nhân thì đặt ra câu hỏi cũng như đến thăm khám và tái đi khám đi khám lại. Tuy vậy thì cái việc mà tuân thủ điều trị ở nhà của bệnh nhân không thực sự là tốt. Mà khi diệt HP thì chúng ta sẽ phải phối hợp kháng sinh, phối hợp rất là nhiều loại thuốc, cũng như là phải phối hợp với một cái chế độ ăn uống sinh hoạt hợp lý. Vì vậy nên là việc tuân thủ điều trị là rất là quan trọng. Có một câu hỏi của vị khán giả tôi thấy là rất là thời sự trong tại thời điểm này nên xin phép được hỏi trước ạ. Bệnh nhân có hỏi tiến sĩ Hằng là thưa tiến sĩ là em đang khám và nội soi tại phòng khám của mình, hiện đang điều trị HP ở tuần thứ hai. Ngày mai thì em đi tiêm vaccine COVID, vậy thì có phải dừng thuốc điều trị HP không? Xin cảm ơn bác sĩ ạ. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì thật ra hiện tại thì theo các cái khuyến cáo của mới nhất của Bộ Y tế liên quan đến tiêm vaccine thì bạn hoàn toàn không có chống chỉ định gì với câu chuyện tiêm vaccine cả. Bạn hoàn toàn vẫn có thể tiêm vaccine và bạn hoàn toàn vẫn có thể tiếp tục sử dụng các cái thuốc. Chỉ có điều là nếu mà trong cái quá trình mà mình đang sử dụng kháng sinh diệt trừ HP mà mình xuất hiện một số cái tác dụng không mong muốn, ví dụ như mình đang bị tiêu chảy chẳng hạn, và mình bị tiêu chảy rất là nhiều, mình rất là mệt, thì mình nên
trì hoãn cái việc tiêm vaccine cho đến khi mà mình đỡ các cái triệu chứng, các cái tác dụng không mong muốn nếu như mình đang sử dụng kháng sinh thôi. Chứ còn nếu như mà bạn đang dùng thuốc và bạn thấy mọi thứ ổn định, tình trạng sức khỏe ổn thì ngày mai bạn hoàn toàn có thể đi tiêm vaccine được. Vâng, tôi cũng xin được nhắc lại là với các vị khán giả đang điều trị bệnh lý dạ dày thì thứ nhất là nó không ảnh hưởng đến cái việc mà các bạn đi tiêm kháng sinh, là tiêm vaccine. Thứ hai nữa là cái việc mà dùng kháng sinh để diệt HP thì trong quá trình trước và sau tiêm cũng như là quá trình thăm khám thì không chỉ là các bạn bác bệnh nhân đâu mà bất cứ bệnh nhân nào đi khám thì cũng phải đánh giá là cái tình trạng sức khỏe của mình nó thật sự là ổn định và tốt thì mới được tiêm kháng sinh. Thế còn nếu như các bác đang trong một cái đợt ốm rất là mệt mỏi thì có thể sẽ phải đi gặp bác sĩ khám sàng lọc trước và đôi khi là phải cân nhắc trì hoãn. Nhưng mà việc diệt HP của bạn khán giả vừa rồi thì tiến sĩ Hằng có trả lời là không ảnh hưởng đến việc bạn đi tiêm vaccine, vì vậy bạn hãy cứ đi tiêm. Và trong thời điểm này thì khi mà Hà Nội cũng như là các tỉnh thành đang bắt đầu phủ vaccine và lượng vaccine đang về Việt Nam rất là dồi dào thì chúng tôi cũng xin được nhắc lại một cái thông điệp mà phòng khám luôn luôn nói với tất cả các bệnh nhân, đấy là vaccine có sẵn là vaccine tốt nhất. Các bạn nếu được đi tiêm thì hãy đi tiêm ngay để chúng ta quay trở lại cuộc sống bình thường sớm nhất có thể. Bệnh nhân Huyền Nguyễn, 35 tuổi, có hỏi tiến sĩ Hằng một câu hỏi. Tôi thấy là bạn này đã diễn biến bệnh tật rất là lâu rồi. Bạn ấy bảo là tôi bị đau dạ dày từ năm học tiểu học. Một năm thì tôi đau trung bình khoảng 3 lần. Xét nghiệm HP dương tính vào năm 2006, đã điều trị hết. Gần đây thì tôi xét nghiệm máu thì không có HP. Mỗi lần đau thì tôi đau bụng rất là dữ dội. Có điều trị ở 103 Bạch Mai Đại học Y nhưng không khỏi hẳn. Và những cái lúc mà đau quá thì tôi phải vào viện để truyền giảm đau mới đỡ. Tôi muốn hỏi là liệu rằng có khả năng tôi mắc bệnh gì ngoài dạ dày không? Vì mức độ của tôi đau rất là nhiều, không như những cái đau dạ dày khác, dù kết quả nội soi của tôi chỉ là viêm dạ dày. Cảm ơn câu hỏi của bạn, và câu hỏi này thì tôi nghĩ là tôi đã trả lời cũng gần giống như một câu hỏi hồi nãy có một bạn bạn ấy hỏi đấy ạ. Thì câu hỏi này cũng gần tương tự như vậy, tức là nó có mấy việc. Thứ nhất là đúng là bạn có tiền sử bị viêm dạ dày, cho nên là có thể khi mà xuất hiện các cái cơn đau thượng vị thì cái việc đầu tiên mà các bác sĩ đến sẽ là cái viêm dạ dày cấp. Tuy nhiên thì cũng không phải lúc nào mà cái triệu chứng của bệnh nhân và cái kết quả hình ảnh tổn thương ở trên nội soi nó cũng tương ứng với nhau. Có rất nhiều bệnh nhân có thể là viêm dạ dày cấp nhưng mà trên hình ảnh nội soi nó cũng không có tổn thương nặng nề đến cái mức tương xứng như vậy, trong khi bệnh nhân rất là đau. Nhưng mà bệnh nhân thì điều trị thuốc thì đỡ cũng tương đối là nhanh. Thế nhưng bên cạnh đó thì chúng tôi cũng không thể nào mà không nghĩ đến các cái nguyên nhân khác. Ví dụ như là ở vùng thượng vị thì nếu như mà bạn có những cái cơn đau đột ngột khó chịu như vậy thì chúng tôi sẽ phải đi tìm nguyên nhân thử xem liệu có liên quan đến các bệnh lý về tụy hay không. Hoặc là đôi khi, ví dụ đôi khi có một số trường hợp bệnh nhân mà có cái tình trạng là có những cái sỏi nhỏ ở túi mật hoặc là ở tụy thì nó, hoặc là run vân vân, viêm thì nó cũng có thể có những cái bệnh lý, có những cái biểu hiện tương tự như vậy. Vì vậy nếu như mà bạn có những cái cơn đau dữ dội thì bạn cần phải đến cơ sở y tế để được thăm khám. Cái việc mà thăm khám của bác sĩ ấy, nó gồm rất là nhiều bước. Đôi khi là chúng tôi chỉ đơn thuần là chúng tôi nhìn cái thể trạng của bạn thôi, nhìn xem là màu da này, rồi là màu mắt, củng mạc của mình, chúng tôi gọi là củng mạc là cái lòng trắng đấy ạ, để xem thử xem là có cái gì đặc biệt không. Bản thân bệnh nhân mình thì có thể không phát hiện được điều đó, nhưng mà chúng tôi cần phải quan sát tất cả những cái vấn đề đó. Chúng tôi cần phải sờ bụng của bạn, cần phải hỏi rất chi tiết xem cơn đau của bạn xảy ra tại thời điểm nào, có liên quan đến bữa ăn hay không, có cái tư thế nào giúp cho bạn đỡ đau hay không, có cái thói quen sinh hoạt nào hoặc là thói quen ăn uống nào đặc biệt ở trong trường hợp của bạn không, có rối loạn tiêu hóa không. Thì khi mà có được tất cả những cái thông tin đầy đủ từ việc hỏi bệnh và việc thăm khám như vậy thì chúng tôi mới có thể có cái chỉ định phù hợp. Và đương nhiên là nếu như mà bạn đến được cơ sở y tế tại thời điểm mà bạn đang có cơn đau ấy thì cái xác suất mà các bác sĩ có thể chẩn đoán chính xác được nó sẽ cao hơn. Thế còn nếu như mà bạn hết đau rồi bạn mới đến thì thường là lúc đó chúng tôi có thể chỉ có chỉ định được là siêu âm bụng hoặc là nội soi dạ dày, và lúc đó thì có thể các cái hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận được, các cái kết quả ghi nhận được nó không có tương xứng với cái cơn đau mà bạn miêu tả.
Và nếu như mà bạn có một cái dấu hiệu gì đấy bất thường thì chúng tôi sẽ phải cần thêm làm thêm các cái xét nghiệm máu hoặc thậm chí các cái thăm dò chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu hơn thì mới có thể chẩn đoán được bệnh cho bạn. Thì trong một cái tiến trình bạn có kể lại là những cái đau này của bạn xuất hiện nhiều năm như vậy và có những cái cơn đau đột ngột dữ dội như vậy thì tôi khuyên là bạn nên đến cơ sở y tế mà có chuyên khoa tiêu hóa. Thì lúc đó mới có đầy đủ các cái phương tiện để mà có thể chẩn đoán cho bạn, đặc biệt là một số những cái bệnh lý khó, những cái bệnh lý hiếm gặp ở trong chuyên khoa tiêu hóa thì sẽ rất cần các bác sĩ chuyên sâu mới có thể thăm dò đầy đủ cho bạn được. Vâng, trong lúc tiến sĩ Hằng trả lời câu hỏi thì bạn ấy có bổ sung thông tin mà tôi nghĩ là cái này nó đã rất liên quan đến vấn đề bệnh lý của bạn ấy. Đấy là bệnh nhân này có hay đau khi mà gặp stress, hay đau khi mà bạn ấy mất ngủ, hay đau khi mà bạn ấy ăn uống không điều độ. Cái triệu chứng trào ngược của bạn ấy thì có. Và lần gần nhất điều trị thì đã là 2011 và điều trị 2 năm liên tục, nội soi lại thì không phát hiện HP. Tôi nghĩ là ngoài cái tư vấn vừa rồi rất là chi tiết của tiến sĩ Hằng, bạn có thể tham khảo. Thì ngoài ra thì cá nhân chúng tôi cũng nghĩ đến một vấn đề nữa, đấy là bệnh lý của bạn thì có thể nó liên quan đến cái stress, cái rối loạn căng thẳng lo âu của bạn. Vì vậy nên ngoài cái việc mà khám chuyên khoa tiêu hóa cũng như là đến thăm khám tại các cái cơ sở y tế trong những cái thời điểm mà mình bị đau nhiều thì bạn cũng có thể đến gặp bác sĩ để tư vấn cũng như là đánh giá về việc là liệu rằng mình có hay bị lo âu căng thẳng quá mà cái lo âu căng thẳng này nó dẫn đến bệnh tật hay không. Hy vọng là qua câu trả lời và tư vấn của tiến sĩ Hằng thì bạn sẽ có thêm được những cái hiểu biết về bệnh tật của mình cũng như là cân nhắc cái phương pháp điều trị phù hợp. Thế còn nếu như trong trường hợp mà thực sự cần thiết thì bạn có thể đi qua gặp chúng tôi để thăm khám trực tiếp. Bệnh nhân Vũ Thị Luyến có hỏi tiến sĩ Hằng, và tôi nghĩ là câu này thì rất là liên quan đến chuyên môn của tiến sĩ Hằng. Bởi vì bệnh nhân hỏi là em nội soi ngày 18 tháng 1 năm nay và ngày 6 tháng 4 năm nay thì đều kết luận là viêm thực quản trào ngược. Em không đau, không nghẹn, không tức ngực, không khó thở, không ợ hơi, ợ chua gì, chỉ có cảm giác lợm họng và nóng ở cổ họng. Em ăn ngủ bình thường, không sốt, hiện thì đã được chỉ định để đo áp lực cơ thắt thực quản và thấy rằng là trên 50% nhịp nuốt của bạn ấy là không hiệu quả. Hiện tại thì em đã uống hết đơn và có triệu chứng trào ngược tái phát. Vậy thì bạn ấy lo lắng là có muốn hỏi tiến sĩ Hằng là liệu là em có bị sơ hóa thực quản hay không và uống thuốc kéo dài thì có ảnh hưởng gì không ạ? Xin tiến sĩ Hằng trả lời. Vâng, cảm ơn bạn. Câu hỏi của bạn rất là chi tiết. Thì ở đây nó cũng có một số phần cũng có thể trả lời cho bạn được. Tức là không phải là bệnh nhân trào ngược nào cũng có triệu chứng trào ngược điển hình. Mà có rất nhiều bệnh nhân giống như bạn. Tức là ban đầu cái triệu chứng nó lại là triệu chứng của ngoài thực quản, triệu chứng ở vùng hầu họng. Nghĩa là có những bệnh nhân là đến vì cảm giác là có cảm giác nghẹn nghẹn vướng vướng hoặc là nóng cổ. Rồi có một số bệnh nhân thì lại còn có triệu chứng cũng tương đối là khó nhận định, ví dụ như là cứ bị ho kéo dài hoặc là bị đau ngực. Đã khám các bác sĩ ở bên hô hấp, bên tim mạch hoặc bên tai mũi họng rất là nhiều lần nhưng mà cũng không có giải thích được cái mức độ triệu chứng tương xứng. Và về sau thì đến gặp chúng tôi thì cũng có được chẩn đoán là trào ngược. Thì như trường hợp này của bạn là cả cái triệu chứng như thế này thì rất nhiều khả năng là bạn có triệu chứng trào ngược ngoài thực quản, nó lên đến cái vùng họng miệng này cho nên là nó mới có một số những cái dấu hiệu như vậy. Và bạn đã có cái kết quả nội soi thì cũng có viêm thực quản thì nó cũng tương đối là phù hợp. Bạn cũng đã có cái kết quả đo áp lực nhu động thực quản thì thấy là cái co bóp thực quản của bạn như vậy là nó kém. Chính vì vậy cho nên là bạn đã được điều trị trào ngược. Thì thường là đối với những trường hợp bệnh nhân như thế này chúng tôi sẽ phải sử dụng phối hợp thuốc, vừa là thuốc để làm giảm cái bài tiết axit của dạ dày, vừa sử dụng một số những cái thuốc mà để tăng cái co bóp của cái thực quản lên với hy vọng là nó sẽ tống được cái dịch mà từ trên thực quản xuống dưới dạ dày nhanh hơn thì bạn sẽ đỡ được triệu chứng. Thế thì nếu mà đã hết thuốc rồi và hiện tại vẫn còn triệu chứng thì bạn có thể inbox lại cho phòng khám cái kết quả đo áp lực nhu động, cái kết quả nội soi và cái đơn thuốc thì chúng tôi sẽ căn cứ vào đó để cho thuốc bạn tiếp nếu như trong trường hợp bạn không có lên khám lại được. Và bạn có thể yên tâm một điều đấy là các cái nhóm thuốc này thì tương đối là lành, các cái nhóm thuốc mà điều trị trào ngược tương đối lành. Và có những bệnh nhân người ta phải điều trị rất là lâu, có những bệnh nhân người ta phải điều trị 6 tháng hoặc thậm chí hơn 6 tháng người ta mới có thể
kiểm soát được cái tình hình trào ngược. Thậm chí có những bệnh nhân nếu như mà cái việc trào ngược nó liên quan đến việc sử dụng một số cái loại thuốc mà họ không có thể bỏ được. Ví dụ như một số bệnh nhân khi mà sử dụng các thuốc giảm đau hoặc là sử dụng một số thuốc bên tim mạch, triệu chứng trào ngược nặng hơn rất là nhiều, mà các bác bệnh nhân đó lại bắt buộc phải sử dụng những cái nhóm thuốc này một cách lâu dài, thì thậm chí là chúng tôi phải cho thuốc dạ dày, thuốc trào ngược kèm theo kéo dài y như là thuốc tim mạch của người bệnh. Thì các cái thuốc này tương đối là lành tính, là an toàn, vì vậy bạn có thể yên tâm. Đến với cái câu hỏi là có bị sơ hóa thực quản không, thì cái hình ảnh nội soi của bạn như vậy, cái kết quả đo áp lực của bạn như vậy ạ, thì không có cái hiện tượng gì liên quan đến sơ hóa thực quản đâu, cho nên là bạn có thể yên tâm. Vâng, hy vọng là bạn đã bớt lo lắng sau câu trả lời vừa rồi của tiến sĩ Hằng. Tôi cảm thấy là bạn cũng khá là lo về tình trạng sức khỏe của mình. Bạn Nguyễn Vân có hỏi bác sĩ là cách đây 10 tháng thì bạn đã được khám và nội soi có kết quả là nấm thực quản, trào ngược dạ dày, thực quản và đã được uống thuốc. Hiện nay thì đang trong mùa giãn cách và bạn ấy đang bị đau bụng vùng quanh rốn, thường là đau thay nhiều vào những lúc ăn. Vậy liệu có phải là bạn bị tái phát nấm thực quản hay không? Xin bác sĩ tư vấn ạ. Và nếu mà đã tiêm phòng COVID thì có thể uống thuốc điều trị được không? Vâng, chào bạn. Thật ra thì cũng có một số điểm cũng phải nhắc bạn một chút để mình lưu ý. Thứ nhất là đối với tổn thương nấm thực quản ấy, thì đối với tổn thương nấm thực quản ấy là bắt buộc là chúng tôi phải tiến hành nội soi. Thấy hình ảnh nấm điển hình, sau đấy các bác sĩ sẽ bấm một cái mảnh nhỏ ở trên cái tổn thương đó và đi soi tươi xem có đúng là nấm hay không, thì chúng tôi mới khẳng định là bệnh nhân có nấm thực quản hay không và chúng tôi cho điều trị. Và nếu như mà bạn đã từng điều trị thuốc nấm rồi ấy, thì có thể bạn sẽ được nghe bác sĩ giải thích đấy là sử dụng thuốc nấm ấy, để điều trị nấm thực quản ấy, mình có thể mệt và đôi khi một số bệnh nhân có thể xuất hiện những cái tác dụng phụ, ví dụ như là tăng men gan. Vì vậy nên là các cái thuốc điều trị nấm ấy là những cái thuốc mà phải có đơn của thầy thuốc, phải được hướng dẫn rất là kỹ và đặc biệt là phải có bằng chứng của nấm thực quản thì mới điều trị. Chứ còn chúng ta sẽ không có tự mua thuốc nấm để về điều trị bởi vì vô cùng nguy hiểm. Nếu như bạn uống không đúng liều hoặc là nếu như mà bạn có thể xuất hiện một số những cái tác dụng phụ, ví dụ như là tăng men gan, người mệt mỏi rất là nhiều, mà nếu mà không có cái sự hướng dẫn của thầy thuốc thì tương đối là nguy hiểm. Cho nên là tôi khuyên bạn là nếu như đã điều trị khỏi nấm rồi thì sau cái đợt giãn cách bạn có thể lên kiểm tra soi lại để mà xem có bị tái phát hay không. Thế còn câu chuyện thứ hai là câu chuyện liên quan đến cái cụ thể hơn, đấy là bạn đang bị đau bụng quanh rốn. Thì thật ra đau bụng quanh rốn ấy nó không phải là triệu chứng điển hình của trào ngược. Bạn có nói là bạn có bị viêm thực quản trào ngược. Thế nhưng mà đau bụng quanh rốn thì thật ra cũng không phải là triệu chứng điển hình của trào ngược. Triệu chứng điển hình của trào ngược sẽ là nóng rát hoặc là sẽ có cơn trào ngược rõ. Hoặc là một số bệnh nhân thì có thể có những biểu hiện khác nhưng mà nó thiên hướng là ở vùng thượng vị và các cái triệu chứng liên quan đến vùng hầu họng thì biểu hiện nhiều hơn. Thế còn nếu mà đau bụng quanh rốn thì chúng tôi lại cần biết là cái thói quen, cái đi ngoài của bạn ấy, nó có cái gì rối loạn hay không. Liệu đây có phải là cái bệnh lý mà có liên quan đến đại tràng hay không. Vì thế nên là nếu như mà cái triệu chứng đau bụng quanh rốn này mà nó khó chịu rồi nó kèm theo một số cái dấu hiệu báo động như là sốt hoặc là rối loạn đi ngoài nhiều thì bạn nên đến cơ sở y tế gần nhất để thăm khám. Đối với cơ sở y tế thì các bạn cũng có thể yên tâm là hiện tại nếu kể cả nếu như các bạn ở trong khu vực đang bị phong tỏa cách ly thì vẫn có các cơ sở y tế tại địa phương là có thể tiếp nhận thăm khám được. Cho nên là các bạn có thể đến đó để tiến hành thăm khám sớm chứ cũng không nên là tự uống thuốc. Nếu như triệu chứng của bạn mà đơn thuần là triệu chứng của trào ngược thì chúng tôi có thể kê cho bạn một chút thuốc điều trị thử trào ngược. Nhưng mà cái triệu chứng này thì nó không có điển hình của trào ngược cho nên là lời khuyên của tôi thì vẫn là nên đi thăm khám. Và tôi có một chút nhắc nhở là mình không có nên tự uống thuốc nấm bởi vì rất nguy hiểm. Vâng, cái thuốc nấm này thì vị khán giả vừa rồi chúng tôi cũng xin lưu ý là không tự ý mua lại đơn cũ ạ. Nhắc lại chị không nên tự ý mua lại đơn cũ và nếu có vấn đề gì thì hãy nhắn tin trực tiếp với chúng tôi. Thế còn những cái triệu chứng của chị thì có vẻ như là một cái trào ngược tái phát. Bạn khán giả
cũng có một câu hỏi khác về trào ngược muốn hỏi tiến sĩ Hằng. Đấy là bệnh nhân, mẹ bệnh nhân thì có triệu chứng là trào ngược dạ dày. Bạn Nguyễn Hữu Quân hỏi là hiện nay là mẹ mình có triệu chứng trào ngược dạ dày, ợ nhiều hơi, ợ hơi được thì đi, ợ hơi được thì nhẹ người. Và ngoài ra thì bác ấy còn bị nóng rát vùng thượng vị, nhiều lúc thì cảm thấy hơi khó thở nữa. Thì mong bác sĩ tư vấn là xem tình trạng của mẹ bạn ấy thì cần điều trị hay là như thế nào trong mùa dịch này. Trong trường hợp của mẹ bạn thì bạn có thể inbox vào trong fanpage của phòng khám. Bạn vui lòng là cho thông tin một cách chi tiết hơn, bởi vì thông tin như thế này thì nó vẫn tương đối là sơ sài. Chúng tôi sẽ cần biết là ít nhất là mẹ bạn là bao nhiêu tuổi, có bệnh lý kèm theo gì không, có đang sử dụng cái thuốc gì tại nhà không. Ví dụ như thuốc do một số bệnh khác thì là cụ thể là bệnh gì, đang uống thuốc gì. Hoặc là trong cái đợt mà đang cảm thấy khó chịu như thế này thì bà đã có sử dụng thuốc gì chưa? Thì nếu có thì mình sẽ phải nhắn đầy đủ các thông tin đó. Rồi là bệnh nhân có từng bị dị ứng với bất kỳ loại thuốc gì không? Hoặc là có tiền sử bệnh lý tim mạch, rối loạn nhịp tim gì không? Thì tôi rất cần những cái thông tin như vậy thì mới có thể tư vấn tiếp. Sau đó thì bạn đã mô tả được rất chi tiết là các cái triệu chứng của mẹ bạn thì giống như là triệu chứng của trào ngược. Tuy nhiên thì vẫn cần thêm một số những triệu chứng nữa. Ví dụ như mẹ bạn có bị sốt không này, mẹ bạn thời gian gần đây có bị sụt cân không và có rối loạn đi ngoài gì không. Nếu như mà bác hoàn toàn không có các dấu hiệu nguy hiểm, không có sốt, không có sụt cân, không có rối loạn đi ngoài thì chúng tôi có thể cho bác thử 2 tuần thuốc điều trị trào ngược nếu trong trường hợp bạn không đến được cơ sở y tế để thăm khám. Và sau khi mà cái tình trạng cách ly hoặc phong tỏa ở khu vực của bạn đỡ hơn, bạn có thể đưa bác đi thăm khám trực tiếp. Và nếu như mà bác đã từng được nội soi dạ dày rồi hoặc là có kết quả siêu âm bụng trong thời gian gần đây thì bạn cũng vui lòng inbox giúp kết quả đó thì các bác sĩ sẽ tư vấn được một cách chi tiết hơn. Thời gian của chương trình thì cũng đã gần đi đến giai đoạn cuối rồi. Hiện nay đang là 15 à, đang là 16:30 rồi. Tiến sĩ Hằng có thể trả lời thêm một vài câu hỏi của các vị khán giả nữa được không ạ? À, dạ vâng ạ, à, xin mời bác sĩ Hải ạ. Vâng, tôi cũng xin được nhắc lại là từ số này trở đi thì chúng tôi sẽ trở về cái lịch phát sóng như ban đầu, đấy là lúc 15 giờ, tức là lúc 3 giờ chiều hàng ngày, à, vào buổi chiều thứ bảy hàng tuần. Và thì chúng tôi sẽ đẩy lịch lên sớm một chút để tiện hơn cho quý vị khán giả trong việc theo dõi, cũng như là với những cái vị khán giả mà phải di chuyển giữa cơ quan và nhà, cũng như là làm việc nhà hay nấu cơm, thì mọi người cũng sẽ có thể sắp xếp được thời gian dễ hơn theo nguyện vọng của rất là nhiều khán giả đã inbox cho chương trình, là mong muốn là chương trình thực hiện sớm hơn một chút. Thì từ thứ bảy tuần này trở đi và các số tư vấn online tiếp theo thì chúng tôi sẽ tổ chức vào lúc 15 giờ, tức là lúc 3 giờ chiều, vào 3 giờ chiều và các buổi chiều thứ bảy. Quý vị khán giả có hỏi chúng tôi là: thưa tiến sĩ, em đã đi nội soi dạ dày và phát hiện ra là HP dương tính. Hiện nay thì em đang uống thuốc điều trị. Chồng em đi công tác nên chưa chưa về nên chưa thể qua khám được, mà em được tư vấn là cả nhà phải cùng điều trị thì mới đảm bảo việc không bị lây lại từ chồng. Hoặc nếu như mà chồng em có HP, vì giữa hai vợ chồng rất dễ lây cho nhau. Ngoài ra thì em còn đang ở nhà với bà nội và con em năm nay là 12 tuổi. Thì liệu rằng gia đình em có phải đưa tất cả mọi người đi khám hay không? Và nếu khám thì cần khám những gì? Mong tiến sĩ tư vấn ạ. Thật ra thì câu hỏi này nó cũng sẽ có rất nhiều vấn đề, trong một cái khoảng thời gian rất ngắn thì khó lòng mà có thể trả lời được hết. Nhưng mà nó sẽ phải phụ thuộc vào câu chuyện là cái tổn thương dạ dày của bạn có thật sự là nguy hiểm, bắt buộc là phải điều trị hết HP hay không. Nếu như một số bệnh nhân ý, mà cái tổn thương dạ dày rất là nặng, bắt buộc mình phải điều trị diệt trừ hết HP để dự phòng cái nguy cơ loét tái phát, hoặc là dự phòng cái nguy cơ xuất huyết tiêu hóa, hoặc dự phòng cái nguy cơ tiến triển thành ung thư. Mà trong khi trước đó bệnh nhân đã từng điều trị một vài cái phác đồ mà thất bại rồi, thế thì bác sĩ sẽ tư vấn là chị đã điều trị rất nhiều lần rồi mà không thành công. Vậy thì nếu như lần này mà muốn điều trị thành công hoặc là để mà dự phòng tái nhiễm thì mình sẽ nên động viên gia đình để đến kiểm tra thử xem là có HP hay không, thì mình sẽ điều trị cả gia đình. Thì như vậy sẽ giúp dự phòng cái nguy cơ tái nhiễm. Thì cái câu chuyện này nó giống như câu chuyện hồi nãy mình có chia sẻ về trường hợp
mà các bạn nhỏ bị loét, đôi khi là các bác sĩ sẽ cần yêu cầu là bố mẹ của các bé cũng phải đến kiểm tra. Và trong những cái trường hợp mà các bé bị loét tái phát hoặc điều trị diệt HP nhiều lần thì sẽ phải yêu cầu là cả bố mẹ cũng phải diệt trừ diệt HP thì mới có thể đảm bảo cái câu chuyện là các bạn ấy không có tái nhiễm HP được. Thì có thể là gia đình bạn cũng rơi vào cái trường hợp như vậy, nghĩa là cái tổn thương của mình cần phải điều trị, hoặc là bạn đã từng điều trị rồi nhưng mà thất bại, thì các bác sĩ xem lại các cái yếu tố nguy cơ và thấy là việc điều trị cho cả gia đình thì sẽ mang lại cái lợi ích. Tuy nhiên thì cái câu hỏi này nó cũng tương đối là đặc thù, nghĩa là nó sẽ phải đối với từng bệnh nhân, từng hoàn cảnh gia đình cụ thể. Chẳng hạn nếu trong gia đình bạn nữa mà đã từng có tiền sử người thân trực hệ ở trong gia đình mà có ung thư dạ dày thì chắc chắn là đấy lại là một cái yếu tố nguy cơ thêm để mà các bác sĩ cân nhắc và thấy là bạn cần phải điều trị và gia đình bạn cũng cần phải được kiểm tra. Cho nên là đối với câu hỏi này, nếu như mà bạn vẫn còn cảm thấy lăn tăn thì bạn có thể liên hệ lại trực tiếp với bác sĩ điều trị và bác sĩ tư vấn cho bạn. Thì khi đó bác sĩ sẽ giải thích thêm cho bạn những cái lý do vì sao mà cần phải mời cả gia đình bạn tham gia vào việc điều trị. Vâng, với bạn khán giả vừa rồi thì tùy vào tình hình bệnh của bạn cũng như là việc là tổn thương dạ dày của bạn có loét hay không mà chúng tôi sẽ cân nhắc để mà đưa cả gia đình đến. Tuy vậy thì nếu như mà gia đình bạn có thời gian và điều kiện, cái việc mà chúng tôi nghĩ là bạn đi thăm khám định kỳ cho những thành viên trong nhà cũng là việc rất là nên làm. Và với những cái bệnh, với những bệnh nhân mà không có triệu chứng thì đôi khi chúng tôi cũng không cần thiết phải nội soi mà sẽ được test HP qua test thở. Ở phòng khám thì chúng tôi có rất là nhiều loại test thở phù hợp với điều kiện thể trạng cũng như là kinh tế của bệnh nhân và với cái độ chính xác rất là cao nên bạn không cần phải lo lắng nữa. Với câu hỏi vừa rồi thì câu trả lời vừa rồi thì hy vọng là đã giải đáp được thắc mắc của bạn. Có một bạn khán giả có hỏi là thưa bác sĩ là tôi bị HP đã điều trị âm tính rồi, năm ngoái nội soi thì cũng âm tính, thế thì sau này nguy cơ tái phát là có hay không và tôi có phải kiểm tra thường xuyên hay không? Mong tiến sĩ giải thích. Vâng, cảm ơn câu hỏi của anh. Như vậy theo như tôi hiểu là anh đã điều trị diệt trừ HP rồi và anh đã kiểm tra 2 lần rồi thì đều không có vi khuẩn HP. Thế thì chỉ khi nào mà anh xuất hiện triệu chứng ý, thì anh mới cần phải kiểm tra HP lại thôi. Tuy nhiên thì nó có một vấn đề anh cũng nên xem lại một chút. Ví dụ nếu như mà mình là một cái đối tượng nguy cơ cao, chẳng hạn như trong các cái lần nội soi anh có một cái tổn thương gì đó đặc biệt mà các bác sĩ đã từng giải thích là anh có viêm teo niêm mạc dạ dày mãn tính này, anh có dị sản ruột này, hoặc là anh có một số cái tổn thương nghi ngờ là loạn sản, tức là những cái tổn thương mà bác sĩ sẽ giải thích cho anh là tổn thương tiền ung thư ấy, hoặc có nguy cơ tiến triển thành ung thư ấy, thì trong những cái trường hợp đấy ấy, các bác sĩ sẽ dặn anh là cần phải nội soi định kỳ để kiểm tra cái tổn thương trong dạ dày. Thì khi đó là mình sẽ phải đi kiểm tra theo đúng cái lịch hẹn của nhà bác sĩ. Vấn đề thứ hai đấy là nếu như trong gia đình anh mà có người bị ung thư dạ dày trực hệ ấy, bố mẹ anh chị em ruột mà có người bị ung thư dạ dày, thì khi đó anh cũng nên kiểm tra định kỳ xem là có bị tái nhiễm HP không. Bởi vì theo như có chia sẻ với các bác bệnh nhân từ đầu chương trình đến giờ, đấy là cái tỷ lệ mà tái nhiễm HP sau khi điều trị trong năm đầu tiên ấy, nó ước tính khoảng độ 30%. Thế thì nếu như mà mình ở trong gia đình mà có tiền sử gia đình có người mắc ung thư dạ dày thì nếu như mà mình bị tái nhiễm HP ấy, thì mình sẽ cần phải điều trị. Thế còn nếu như mình không có các cái yếu tố nguy cơ đó và mình đã điều trị diệt HP tốt rồi, mình không có triệu chứng gì cả thì cũng không có yêu cầu là mình phải đi theo dõi định kỳ hàng tháng hàng năm, mà khi nào có triệu chứng thì mình sẽ đến thăm khám lại. Cảm ơn Thế Dĩ Hằng. Với những cái tư vấn vừa rồi thì hy vọng là các vị khán giả cũng sẽ bớt thắc mắc về cái việc là bao giờ mình cần phải kiểm tra lại. Với tất cả những hình ảnh nội soi dạ dày mà có nguy cơ ung thư sớm, có hình ảnh viêm teo, có những cái tổn thương hiếm gặp, chẳng hạn như là u dưới niêm mạc mà cần phải theo dõi, thì chúng tôi sẽ luôn luôn là có tư vấn cho bệnh nhân ngay sau khi soi và ngay khi mà nhận kết quả soi và khám và thăm khám bác sĩ nội. Đấy là với trường hợp này như thế này như thế này thì chúng tôi sẽ yêu cầu bệnh nhân rằng cần phải tái khám định kỳ sau một thời gian nhất định. Và hy vọng là quý vị khán giả khi mà đi thăm khám thì cũng sẽ lắng nghe kỹ lưỡng những lời tư vấn của các bác sĩ khám lâm sàng
Bởi vì khi mà mình gặp bác sĩ tư vấn trước bao giờ cũng sẽ tốt hơn là việc chúng tôi tư vấn thông qua online như thế này. Tôi thấy là có rất là nhiều vị khán giả có những thắc mắc về điều trị cũng như là diệt trừ HP. Vậy thì ngay tại số tư vấn sức khỏe online kỳ sau, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn một chủ đề mà hiện nay các bạn đang rất là quan tâm, đấy là diệt trừ HP, chỉ định, lợi ích và những điểm mà cần lưu ý đối với bệnh nhân và đối với tất cả những câu hỏi có liên quan những cái bệnh lý về đường tiêu hóa thông thường hay gặp, cũng như là vấn đề liên quan đến chủ đề của buổi tuần sau, đấy là diệt trừ HP, những cái chỉ định, lợi ích và những cái cần phải lưu ý trong quá trình diệt trừ HP, thì chúng tôi sẽ tổng hợp lại và gửi đến các bác sĩ liên quan. Và bởi vì thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi, vậy nên xin phép được hẹn gặp lại quý vị khán giả các bạn, cũng như là hẹn gặp lại tiến sĩ Hằng trong chương trình lần sau. Trước khi kết thúc chương trình thì tiến sĩ Hằng có nhắn đủ gì cần phải nói với các vị khán giả? Xin mời tiến sĩ. Xin chào các bác bệnh nhân, cảm ơn các bác đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng với Phòng khám Đa khoa Hoàng Long và Viện Nghiên cứu Tiêu hóa Gan Mật trong các cái số webinar để tư vấn về sức khỏe trong mùa dịch như thế này. Chúng tôi có khoảng độ 15 số và hôm nay đã là số thứ 7 rồi, có nghĩa là chúng ta đã đi được một nửa chặng đường rồi. Qua các cái hoạt động này thì chúng tôi cũng thấy được là các bác bệnh nhân có rất nhiều vấn đề liên quan đến sức khỏe của đường tiêu hóa trong mùa dịch, và hy vọng là các bác sĩ đã phần nào giúp các bác giải đáp một số những cái thắc mắc. Đương nhiên là khi mà tư vấn online như thế này thì chúng tôi cũng không thể nào mà có thể kê đơn hoặc là có thể giải đáp tất cả những cái trường hợp mà phức tạp, mà có những cái trường hợp chúng tôi sẽ tư vấn là các bác cần phải đến cơ sở y tế. Các bác cần phải làm thêm cái thăm dò này hoặc thăm dò kia theo cái hiểu biết chuyên môn của chúng tôi. Và chúng tôi cũng nhận thấy là cái nhu cầu mà được thăm khám và tư vấn trong mùa dịch của các bác bệnh nhân cũng rất là cao. Nên là rất hy vọng là các bác sẽ cùng đồng hành trong những cái số tiếp theo của chương trình. Hôm nay thì là cái số đầu tiên của bệnh lý về liên quan đến HP, và chủ yếu thì tôi đã dành thời lượng để tư vấn cũng như là giải thích về chuyện là HP có thể gây ra những bệnh lý nào và có những cái phương pháp chẩn đoán nào có thể được sử dụng. Đến chương trình của tuần sau thì chúng ta sẽ đi sâu hơn vào việc là các cái phác đồ, các cái loại thuốc mà điều trị diệt HP ở Việt Nam như thế nào, các bác có thể gặp những cái tác dụng không mong muốn là gì, và làm thế nào để giảm thiểu các cái tác dụng đó, cũng như là theo dõi sau điều trị như thế nào cho hiệu quả. Nếu như các bác còn có những cái vấn đề gì khác liên quan đến chủ đề HP hoặc liên quan đến các cái bệnh lý tiêu hóa gan mật mà cần phải được tư vấn trong mùa dịch, thì xin mời các bác là inbox vào fanpage của Phòng khám Đa khoa Hoàng Long, và cũng mong là các bác có thể mô tả rất là chi tiết cái tình trạng của mình, cũng như là gửi kèm các cái hồ sơ giấy tờ mà các bác đã có, thì trong khả năng chuyên môn của chúng tôi, đội ngũ các bác sĩ sẽ cố gắng hết sức để tư vấn giải đáp, cũng như là nếu như mà tình trạng không quá nguy hiểm thì chúng tôi cũng có thể cho các bác một chút thuốc, còn nếu mà chúng tôi sợ là các bác gặp tình trạng nguy hiểm thì chúng tôi cũng sẽ cảnh báo để các bác đến cơ sở y tế gần nhất. Xin chào, hẹn gặp lại các bác và chúc các bác bình an, cố gắng giữ gìn sức khỏe ở trong mùa dịch. Xin cảm ơn ạ. Vâng, xin chào tiến sĩ Hằng ạ. Cảm ơn các quý vị khán giả đã theo dõi. Tôi cũng xin được nhắc lại một chút là chương trình của chúng ta vào từ các số tiếp theo thì sẽ bắt đầu vào lúc 15 giờ, tức là lúc 3 giờ chiều vào buổi chiều thứ bảy hàng tuần. Và chương trình được phát trực tiếp trên fanpage của Phòng khám Đa khoa Hoàng Long cũng như là kênh của phòng khám. Nếu quý vị khán giả có câu hỏi thì hãy đặt trực tiếp cho chúng tôi thông qua inbox. Có thể là các bạn không cần phải đặt qua cái comment của phần livestream mà các bạn có thể nhắn tin cho chúng tôi. Đồng thời là mong quý vị khán giả hãy gửi kèm càng chi tiết càng tốt những kết quả thăm khám cũ cũng như những phần mô tả giống như tiến sĩ Hằng vừa nói. Trong số tư vấn này thì có một vài câu hỏi tôi cũng rất là tiếc là chưa thể đưa ra để tư vấn cho quý vị khán giả được, bởi vì là câu hỏi này tôi thấy là bệnh lý rất là phức tạp và khá là chi tiết. Vì vậy nên mới một số bệnh nhân mà có nhắn tin cho chúng tôi kèm theo câu hỏi, nhưng mà với bệnh lý rất là phức tạp và cần phải tư vấn kỹ lưỡng hơn, thì chúng tôi sẽ xin được chuyển câu hỏi của các bạn tới gặp các bác sĩ chuyên khoa, và đồng thời là sẽ chúng tôi sẽ nhắn lại những cái lời nhắn cũng như là lời tư vấn của các bác sĩ cho quý vị khán giả thông qua trao đổi qua hòm thư. Chương trình của chúng tôi thì xin được phép tạm dừng tại đây.
và kính mong là quý vị khán giả sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ trong các chương trình sau. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ bảy tuần tới, lúc 15 giờ, tức là lúc 3 giờ chiều đấy ạ. Chúng ta sẽ bàn về chủ đề là diệt trừ HP. Và chương trình lần sau thì chúng ta sẽ hy vọng lại được gặp lại tiến sĩ Hằng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.